Thu Hà rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh truyện. Và ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tặng tới quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện. Rất mong quý vị sẽ liên tục đồng hành với Thu Hà trong bộ truyện này. Còn bây giờ, chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Cô đoán không nhầm, sau khi họp báo, trong đài truyền hình giống như nổ tung, cả đám đều tập trung lại một chỗ, ghé tai bàn luận, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được cô bóp tay tôi nhanh một chút xem có phải tôi đang nằm mơ không tin tức vừa rồi nhất định không phải là thật nữ sinh giáp kéo tay nữ sinh ất để cô ta bấm mình đau đến mức cô ta thiếu chút nữa kêu thành tiếng thôi đi mở họp báo còn có thể là giả chính miệng đằng thiếu nói rồi lương chân chân là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy yêu cả đời là bà xã trong lòng anh ấy ánh mắt cùng giọng nói ấy có chỗ nào là giả nữ sinh ất thử lạnh ôi các cô nói xem tại sao lương chân chân lại có điều kiện hậu hĩnh như vậy không chỉ được đằng thiếu yêu thương thổ lộ, lại còn là nhị tiểu thư của nhà họ thẩm. Tin tức này cũng quá mạnh mẽ đi. Đến bây giờ, tôi vẫn rơi vào sương mù không tiêu hóa được. Thì ra bầu trời thật sự rớt bánh xuống. Sao chuyện tốt như vậy, không rơi xuống trên đầu tôi chứ? Nữ sinh Bính rất cảm phẫn. Khoan hãy nói, bình thường cô ấy giấu đủ sâu, một chút ý tứ cũng không lộ ra. Coi chúng ta là lũ ngu mà đùa giỡn. Không trách được, tổng biên tập có trọng cô ấy như vậy. Bối cảnh cũng quá sâu, mắt nữ sinh Đinh lộ vẻ hung ác. Đình Hương ngồi một bên nghe các cô ấy tranh luận ầm ĩ, quả đấm nắm thật chặt, trong hai mắt bắn ra ánh sáng ác độc. Lương Chân Chân, thì ra mày không phải là con gái của kẻ nghèo hèn, mà là thiên kim nhà quyền thế. Uổng công trước kia, mày giả bộ trước mặt chúng tao, thật nham hiểm đáng ghét. Còn luôn miệng nói không có quan hệ gì với anh ấy. Mày cố ý coi chúng tao như khỉ mà đùa giỡn sao? Quả đấm của cô càng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào trong thịt, nhưng cô không cảm thấy đau. Từng tầng oán hận trong lòng chồng chất, mãnh liệt mà mênh mông. Cô cảm thấy trời cao quá bất công. Tại sao có người nghèo khổ cả đời, mà có người giàu có cả đời từ nhỏ? Lâm tịnh gãy nhách cảm ở ngõ đó ngẩn người. Thần trí của cô vẫn chưa trở lại. Buổi trưa này đã khiến cho cô khiếp sợ quá nhiều. Phải nói là một ngày, từ tạp chí buổi sáng tới hai buổi họp báo lúc chiều, thật sự là vui mừng liên tiếp. Cô không thể không nói, Lương Trân Trân hoàn toàn xứng đáng là nữ chính của các vụ scandal trong đài của bọn họ. Kể từ khi cô ấy đến, danh tiếng dần dần lấn át trình hiểu nhàn, biên tập viên kênh giải trí. Cô mơ hồ nhớ rõ cô ấy đúng là người an phận, nhưng vì sao lại biến thành như thế này? Tiểu tịnh, cô có cảm giác bị lừa gạt không? hoặc Đình Hương đột nhiên xông ra từ phía sau cô, cầm ghế ngồi bên cạnh cô. Lừa gạt cái gì? Tâm tư của Lâm Tịnh tương đối đơn thuần, còn nhớ khoảng thời gian cô và lương chân chân mới tới không? quan hệ ba người chúng ta rất tốt, nhưng dần dần cô ta che giấu chúng ta quá nhiều chuyện. mỗi lần hẹn đi chơi đều lấy lý do qua loa từ chối chúng ta. cô cảm thấy đây là chuyện mà bạn bè nên làm sao? hoặc đình hương cố ý kích bác ly sán. đình hương, chân chân không có nghĩa vụ phải nói toàn bộ cuộc sống riêng tư của cô ấy cho chúng ta biết. sau khi tan việc đều tự do, cô ấy muốn làm gì cũng không cần phải xin phép tôi. bạn bè vừa là một nhóm nhưng cũng là riêng lẻ. Tôi thấy cô bị rót mật rồi. Không chừng ngày nào đó người ta bán đứng cô. Cô vẫn còn kiếm tiền thay người ta. Cô cũng không thể tưởng tượng hai người đồng thời đến đài thực tập. Nhưng dường như người ta thăng tiến nhanh lắm. Đừng nói rằng năng lực của cô không bằng cô ta. Đều là sinh viên mới tốt nghiệp, dù kiến thức lý luận tốt, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, lãnh đạo để cho cô ấy một mình phỏng vấn đằng thiếu. Chữ quan hệ bám váy đàn bà, cô còn có thể cho là gì? Hoắc Đình Hương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lâm Tịnh. Lâm tịnh rũ mí mắt không nói gì. Sao cô lại không hiểu những đạo lý này? Nhưng ghen tị có thể thay đổi được gì? Sẽ chỉ làm lòng người ta càng thêm hẹp hỏi mà thôi. Huống chi trên người của lương chân chân, không có dáng vẻ ngang ngược cản rỡ. Đáy lòng cô ấy lương thiện, khéo hiểu lòng người. Lúc mình bị bệnh hay tâm tình không vui cũng sẽ quan tâm mình, để cho mình cảm thấy rất ấm áp. Tiểu Nhu, cô đừng bị một chút ân huệ ngày thường của cô ta lừa gạt. Cô ta không chỉ có tâm kế, hơn nữa còn hiểu thu mua lòng người. Nếu như cô ta thật sự tốt như trong tưởng tượng của cô, sao lại có nhiều người ghét cô ta như vậy? Hoắc Đình Hương tận tình khuyên bảo. Hơn nữa, có lần tôi còn nhìn thấy cô ta và trưởng ban tống nói chuyện ở phòng trà nước, có vẻ rất thân thiết. Cô nói cái gì? Trần Trần rất thân thiết với học trường sao? Cảm xúc của Lâm Tịnh rất kích động. Từ ngày đầu tiên cô vào trong đài, đã nói rõ với Lương Trân Trần là mình thích tống tự quân. Điều đó dường như đã trở thành bí mật được công nhận trong đài cũng là ranh giới cuối cùng của cô. Cô có thể không thèm quan tâm tới ánh mắt của tất cả mọi người mà chơi chung với Lương Chân Chân, nhưng không có cách nào không quan tâm chuyện Lương Chân Chân thân thiết với người trong lòng của mình. Loại cảm giác này khiến cho cô rất không thoải mái. Trong lòng Hoắc Đình Hương vui sướng, biết mình đã tìm được mấu chốt của Lâm Tịnh. Thật ra thì cô cũng đã quan sát một thời gian mới phát hiện, mỗi lần cô ấy vừa nhìn thấy trưởng ban tống thì ánh mắt lập tức sáng lên. Cái vẻ mặt si tình ấy còn đọc lại trong trí nhớ mà đúng lúc có lần cô tới phòng trà nước, nhìn thấy Lương Chân Chân và Trưởng ban Tống nói chuyện với nhau ở trong đó, liền dừng chân không đi tiếp, núp ở cửa nghe lén, đáng tiếc nghe không được rõ ràng lắm, không còn cách nào khác nên đành rời đi, không nghĩ tới lần này đã có tác dụng. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhìn xa xa thì dường như quan hệ của hai người rất tốt, thật ra thì chuyện như vậy thật khó nói. Lương Chân Chân vốn có gương mặt đáng yêu, đàn ông mà đều thích như vậy. Cô cố ý thêm mắm thêm muối nói, Đừng nói nữa. Lâm Tịnh buồn bực ngắt lời cô, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù ít hay nhiều thì phụ nữ nào cũng có tâm lý ghen tị, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Được, tôi không nói nữa. Dù sao cô hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng để bị người ta có lòng lợi dụng là được. Hoác Đình Hương thấy đã đạt được mục đích nên cũng không nhiều lời nữa. Lúc xoay người nhách miệng lên thành một nụ cười như ý. Lương Trần Trần, tôi muốn cô nếm thử cảm giác bị người khác cô lập. Giá thế lớn mạnh thì có ích lợi gì, cũng không được hoan nghênh. Nhà họ đằng, hạ đông vui vẻ chạy ra sau vườn. Lão phu nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Đằng lão phu nhân đang cầm cây kéo tu sửa cành lá thì dừng tay một chút, giả vờ giận trách mắng. Hợp tá hấp tấp giống như con nít. Chuyện gì mà làm cô vui vẻ như vậy? Lão phu nhân, tôi vừa nhìn thấy thiếu gia tuyên bố lương tiểu thư là vị hôn thê của cậu ấy ở trên truyền hình. Còn nói rất nhiều lời. Theo tôi thấy, chắc hai người cũng sắp kết hôn rồi. Hạ đông vui vẻ, đằng lão phu nhân để cây kéo xuống. Thật sao? Rốt cuộc thằng nhóc này đã thông suốt. À từ đi bước này rất hay. Tính cách của bé chân ấm áp tốt bụng hiền lành. Rất dễ bị cảm động. Nhất là vào lúc nó đau khổ bất lực. Có một người nguyện ý vươn mình ra vì nó. Còn tỏ rõ tâm ý đối với nó ở trước mặt mọi người. Lời thề cam kết cả đời. Phần lớn phụ nữ đều sẽ cảm động. Đừng nói chi là chân chân dễ mềm lòng như vậy. Làm người phải nhanh nhẹn nhạy bén. Một mực cố chấp mù quáng là không được nhất định phải vừa đấm vừa xoa dạ dạ bà nói đúng tiểu gia thật sự quá thông minh khẳng định lương tiểu thư không trốn thoát được lòng bàn tay của cậu ấy hạ đông cười ha hà nói bà từng ở biệt thự lan đỉnh uyển tiếp xúc với lương chân chân một khoảng thời gian trong lòng vẫn rất thích cô là một cô gái tốt đơn giản tốt bụng không bị chiều hư thật ra trước đây tôi vẫn rất lo lắng bây giờ xem ra là do tôi nghĩ nhiều không hổ là cháu trai của tôi mà mỗi bước đi đều giống như đánh cờ từ từ tấn công vào trái tim của bé chân, làm cho nó không còn đường lui, buộc nó phải thừa nhận lòng của mình. Tâm trạng của đằng lão phu nhân rất vui vẻ, bà đã mong đợi từ lâu rồi, chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi. Tôi tin tưởng rất nhanh thiếu gia và lương tiểu thư sẽ chim kết liền canh. Lão phu nhân, bên Hồng Kông gọi điện thoại tới. Ông quản gia đằng phúc của nhà họ đằng đi tới. Hồng Kông ư? Đằng lão phu nhân nghi ngờ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ xem ai ở Hồng Kông khi nghe thấy giọng nói trong điện thoại thì đã hiểu thì ra là con bé hợp hợp kia muốn kết hôn cố ý gọi điện thoại tới đây muốn mời bà qua chơi bà vui vẻ nói chuyện với nó một hồi cho mấy người trẻ tuổi chơi bà không thể tham gia náo nhiệt lớn tuổi cơ thể không tốt không chịu được bôn ba có lòng nhớ tới bà là đã rất tốt rồi hợp hợp cũng hiểu rõ đạo lý này chưa có thể vậy thôi sau đó gọi điện thoại cho chị nai con bà đằng không tới được chị ấy và đằng đại ca nhất định phải tới. Cúp điện thoại xong, đằng lão phu nhân sờ những bông hoa nhỏ mà bà chăm sóc mỗi ngày. Đồng nhi, cô hãy lấy lịch ra xem ngày, xem ra tôi phải chuẩn bị trước rồi. Lần này đám cưới của Hợp Hợp và Nhĩ Hoàng, nhất định lúc đó sẽ thúc đẩy tình cảm của hai người, thật tốt quá. Ôi chào, tôi sẽ đi ngay. Hạ Đông vội vàng chạy đi tìm lịch, trừ tiệc thọ 80 tuổi của lão phu nhân lần trước. Đã lâu, nhà họ đằng chưa có chuyện vui nào khác. Quả thật, tuổi của thiếu gia cũng không còn nhỏ, với độ tuổi này người bình thường đều đã kết hôn, đứa con cũng được mấy tuổi rồi, làm gì giống như bộ dạng bây giờ của cậu ấy, hoàn toàn không có chút tin tức. Đằng lão phu nhân mang tâm trạng vui vẻ đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lông xem ngày, định chọn một ngày hoàng đạo vào cuối năm, chờ a tư cầu hôn thành công, nhất định phải lập tức kết hôn, sinh một đứa chắt nhỏ cho bà mới được. Sau khi lương chân chân cúp điện thoại còn có cảm giác như mới tối hôm qua ăn cơm với bọn hợp hợp. Bây giờ mới mấy ngày, bọn họ đã sắp kết hôn. Chân chân, mình cảm thấy hợp hợp kết hôn rất đúng lúc. Trong mắt tiết dai ni tỏa ra ánh sáng. Tại sao lại rất đúng lúc? Lương chân chân không hiểu uống một hớp cà phê. Bạn nghĩ xem, đúng lúc hai người có thể tới Hồng Kông, tránh mấy tin đồn nhảm nhí này. Không phải là chuyện tốt vẹn cả đôi đường sao? Hơn nữa, nói không chừng còn có thể va chạm tạo ra tình cảm mãnh liệt. Sau khi trở về hai người cũng chuẩn bị kết hôn Tiết Giai Ni cười tới giống như tên trộm Nói gì đấy Mình và anh ta nào có nhanh như vậy Trần Trần ngập ngừng nói Mặt đỏ lên Wow, rốt cuộc cô gái nhỏ cũng thừa nhận rồi Tiết Giai Ni kích động thét trói tay Mình thừa nhận cái gì Trần chân, chân đỏ mặt lầu bầu nói Mới vừa rồi chính miệng bạn nói Bạn và anh ta nào có nhanh như vậy Điều này đã nói lên trong tiềm thức của bạn Đã thừa nhận sau này gả cho anh ta cô bé, nói thật lòng đi. Tiết dài Ni cười nói. Sắc mặt của Lương chân chân lúng túng. Dài Ni, bạn thật xấu. Mình nói câu đó chỉ đơn giản để trả lời bạn thôi. Nào có như bạn nghĩ. Thật sao? Bạn chắc chắn không phải bạn muốn gả cho anh ta sao? Người nào đó cười tới mập mờ. Chọc cho Lương chân chân thẹn quá hóa giận. Đuổi theo muốn đánh cô. Điên cùng quậy một trận. Sau khi về đến nhà, Lương chân chân liền gọi điện thoại cho tổng viên tập. Bảo là muốn từ chức. Dĩ nhiên tổng biên tập đầy kinh nghiệm không chịu. Đây chính là một miếng ngọc thô chưa được mài rũa ở trong này. Sau khi được mài rũa, chắc chắn sẽ mang lại kết quả không thể ngờ tới. Hơn nữa, bối cảnh và điều kiện của cô quá hiếm, sao có thể nói buông tay là buông tay được. Trần Trâm, tổng biên tập biết gần đây cô rất cực khổ. Chuyện công tác đã nhiều, còn phải đối phó với những tin đồn nhảm nhí. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Như vậy đi, tạm thời cô đừng đi làm. Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đi ra ngoài chơi hoặc du lịch đâu đó thả lỏng cả người sau khi cô trở về tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi vài phút sau ừ. lương chân chân mới chậm rãi mở miệng vâng cảm ơn tổng biên tập nếu tổng biên tập cũng đã nói như vậy cô từ chối nữa thì có vẻ không biết điều đoán chừng đây là chuyện tốt mà nhiều người có nằm mơ cũng không được nhưng cố tình cô lại gặp được thật sự là rất có sức hấp dẫn hơn nữa quả thật cô cũng rất thích công việc ở đài truyền hình này Muốn làm một trưởng ban, sau khi suy nghĩ lại, cô liền đồng ý, cho bản thân thêm một cơ hội. Có lẽ, sau khi tham gia hôn lễ của Hợp Hợp, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng. Trên đời này không có chuyện gì không vượt qua được. Giống như Giai Ni nói vậy, nên đi du lịch để giải buồn. Trong phòng VIP Hoàng Cung ở Hoàng Triều Thịnh Yến, có 6 người đàn ông đẹp trai xuất sắc đang ngồi. A à Tư, lần này ngay cả ông trời cũng giúp cậu, mới vừa tỏ tình đã thành công, lập tức có cơ hội cùng nhau đi tham gia hôn lễ đúng là cơ hội khó có được. Cậu nên nắm chắc, tốt nhất sau khi trở về hai người trực tiếp tới cục dân chính, lĩnh giấy chứng nhận. Quan Hạo Lê bưng ly rượu khẽ nhấp một miếng. Bác sĩ quan nói rất đúng, bà nội luôn trông chờ ngày kết hôn của đại ca đấy. Mạc Đông Lăng vội vàng nói tiếp. Đằng Cận Tư lắc lắc rượu đỏ ở trong tay, trong mắt đen lành lạnh, liếc nhìn năm người đàn ông. Vừa đúng lúc tối nay mấy người đều ở đây, mỗi người phải nghĩ ra cho tôi một phương pháp hoàn mỹ lại lãng mạn. Đại ca, phương diện này thì người danh nhất là tứ đệ suốt ngày lưu luyến trong bụi hoa rồi cậu ấy là thành yêu được mọi người công nhận còn có bác sĩ quan đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào chắc hẳn kinh nghiệm sẽ rất phong phú nông dịch tiêu nghiêng người dựa vào trên ghế sa lông cười tới giống như một con hồ ly xảo hoạt nhị ca lời này của anh thật không đáng tin ai mà không biết người có kinh nghiệm nhất chính là anh cả ngày đều ở với con gái bảo bối cưng chiều tới tận xương tủy làm cho người khác nhìn đến ghen tị. Mạc Đông Lăng hử mũi nói, "Tất cả đều nói ít dù một tôi một câu, tối nay ai cũng không chạy thoát." Đằng Cật Tư ngang ngược phất tay, còn lại năm người chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Buổi tối trước khi đi Hồng Kông, Lương Chân Chân nhận được điện thoại của đằng Cật Tư, bảo sáng ngày mai muốn tới nhà đón cô cùng đi đến sân bay. Suy nghĩ một chút, liền đồng ý, dù sao cũng đi chung, sớm muộn cũng phải gặp mặt, không cần quá kiểu cách. Trên xe, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Trên đường đằng cận tư thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu quan tâm Như tối hôm qua ngủ có ngon hay không Cô thản nhiên đáp lại một hai câu Thì không nói thêm gì nữa Cảnh tượng này vừa xa lạ Lại vừa quen thuộc Làm cho cô không kịp thích ứng Đến sân bay Cô vốn cho rằng sẽ ngồi chung máy bay với bọn ni Kết quả hồ đồ Bị anh kéo lên máy bay tư nhân của anh Lúc đóng cửa khoang Cô mới chợt nhớ tới Những người khác đâu Tại sao chỉ có hai người bọn họ Những người khác đâu Bọn họ không có đi sao Lương chân chân ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh Bọn họ sẽ ngồi chuyến bay sau tới Hồng Kông Này, ăn bữa sáng trước đi Đằng cận tư vừa nói Vừa đưa cho cô một cái hộp giấy màu trắng đẹp đẽ Gì cơ Chân chân nhận lấy cái hộp Khóe môi nhích lên thành một nụ cười mỉm. Cảm ơn Trong lòng ấm áp Có lúc chỉ một chi tiết nhỏ trong cuộc sống Đã có thể làm cho người khác cảm động Bên trong là bánh ngọt tô ký Và sự tươi mà cô thích ăn nhất Sở thử vẫn còn nóng Không khỏi cảm động người đàn ông này thật tỉ mỉ và chu đáo. Bóc một miếng lên, bỏ vào trong miệng, mềm mại ngon miệng là khẩu vị mà cô thích. Mơ hồ nhớ lại vào một buổi sáng nào đó của ba năm trước, cô đã nhắc tới với anh. Không ngờ anh còn có thể nhớ rõ ràng như thế. Ăn bánh ngọt, gần hết một nửa cô mới chợt nhớ tới, quên hỏi anh. Ngập ngừng mở miệng nói. Anh có muốn ăn một chút hay không? Anh không thích ăn đồ ngọt. Đằng cận tư lạnh nhạt từ chối. Anh cảm thấy tâm trạng của nai con rất tốt, xem ra đã mua đúng bữa ăn sáng rồi. Tối hôm qua tiếp thu ý kiến của quần chúng thật không tệ, rất có hiệu quả. Vậy anh không đói sao? Lương chân chân bao lấp đầy miệng thức ăn hỏi. Anh uống một ly sữa tươi, rất tốt. À, dạ dày của anh không thoải mái, nhất định phải ăn điểm tâm. Đặng cận tư liếc cô một cái, khóe miệng nở nụ cười. Này con, em đang quan tâm anh sao? Quỷ mới quan tâm anh. Lương chân chân phỏng má lầu bầu, cúi đầu tự nhiên ăn bữa sáng, không hề để ý tới người đàn ông nào đó nữa. Đoạn đường này, tâm trạng giống như máy bay, đang tung bay ở giữa đám mây, rất tốt đẹp. Chẳng lẽ đây chính là khẩu thị tâm vi trong truyền thuyết sao? Đằng cận tư xanh mãnh cười nói. Bại hoại, lưng chân chân nửa cắn môi dưới thờ hồn hển chừng mắt liếc anh một cái. Cái bụng ăn hà hê, để đồ chưa ăn xong lên trên bàn, cầm khăn giấy lên lau miệng, sau đó bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất phù hợp với một câu châm ngôn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn trong tròng mắt đen của đảng cận tư nhuộm một vầng sáng cưng chiều vô hạn duỗi cánh tay dài ra kéo cả người cô vào trong lòng mình ngay sau đó liền bị cô kháng nghị anh làm gì thế ngủ yên ngủ đi hơn 2 giờ nữa mới đến như vậy thoải mái hơn một chút trong giọng nói trầm thấp kêu gợi của anh tràn đầy chất độc làm cho người khác không tự chủ bị hút vào lương trần trần mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo ở trong lòng anh cuối cùng vẫn thỏa hiệp cho dù đã lâu Hai người không ở chung như vậy, nhưng vẫn còn cảm giác rung độc như cũ. Người mùi hương đặc trưng trên người anh, cả người cũng bắt đầu thả lòng. Ngực của anh mang tới cho cô một loại cảm giác an toàn và thoải mái. Địa vị và ảnh hưởng của nhà họ Thư ở Hồng Kông đều vô cùng lớn. Có địa vị cả hai nhà Hắc Bạch. Cha của Thư Nhĩ Hoàng, Thư Yến Tả, từng là bá chủ hai nhà Hắc Bạch oai phong một thời. Được xưng là Thị Huyết Ma Vương. Cách làm việc tàn nhẫn là người máu lạnh vô tình. Vậy mà cố tình ông đã gặp được một khắc tinh trong sinh mệnh của mình. Cô gái hoặc nhĩ phi, hoạt bát dã man, vì vậy đã tạo nên một câu chuyện tình yêu truyền kỳ. Trước khi kết hôn, Nhĩ Phi đã có một đứa con là Thư Nhĩ Hách. Sau khi kết hôn thì sinh được một cặp song sinh long phụng, Thư Nhĩ Hoàng và Thư Cách Gia. Nói ra thì rất kỳ lạ, hai đứa con trai của nhà họ Thư đều không có hứng thú với giới hắc đạo. Cố tình, đứa con gái Thư Cách Gia từ nhỏ đã la hét muốn làm lãnh chúa hắc đạo. Khi còn bé, tất cả mọi người cũng không để ý lắm. Nghĩ rằng cô đang nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ tới cô nói thật. Bất luận ai khuyên cũng vô dụng, nhất định ưng bướng, ngang ngược đến cùng, làm cho mẹ cô hoặc nghĩ Phi lo lắng sốt ruột đến khóc. Đây chính là cô con gái bảo bối duy nhất của bà. Nhưng chuyện thư cách gia đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cô dùng thực lực và năng lực của mình thuyết phục cha mẹ. Ở dưới sự dẫn dắt của cô, bàng viêm ứng phát triển ngày càng tốt, gần như hùng mạnh. Nhưng là mấy năm nay, cô đã trải dài thế lực sang tới châu âu theo lời cô nói đây hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ bởi vì tất cả đều do bắt cóc người đàn ông nào đó mặc dù cô đã rất mạnh mẽ nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thân là lãnh chúa hắc đạo mà có một ngày cô đã thất bại còn sinh một đứa con trai đẹp trai lai giữa hai dòng máu jeremy năm nay đã 6 tuổi rồi là một đứa con phúc khắc lanh lợi và tinh nghịch ở nhà thư nhĩ hoàng đứng hàng thứ ba từ nhỏ đã bị chị gái sinh đôi thưa cách ra chèn ép, buộc anh gọi chị. Bởi vì lớn lên giống nhau, hai người còn thường xuyên giả dạng, trêu người khác. Điều này cũng gián tiếp tạo nên tình cảm của hai chị em. Tốt đến không còn lời nào để nói. Là đứa con út nhất lại kết hôn trễ nhất trong nhà. Đương nhiên hôn lễ sẽ được tổ chức long trọng và xa hoa, kinh động cả Hồng Kông. Người ta tấp nập, mọi người dối rít cảm thán, trên đời này lại mất đi một kim vương lão ngũ. Bên trong phòng trang điểm, Quý hợp hợp mặc áo cưới màu trắng xa hoa, ngồi nghiêm chỉnh, phối hợp với thợ trang điểm. Ngồi đến hai chân cô đổ muốn chết lặng. Kết hôn, đúng là không phải chuyện đùa. Hợp hợp à, hôm nay em thật xinh đẹp. Cả người đều bao phủ một vòng hào quang thánh khiết, qua thật là quá đẹp. Tiết Giai Ni thật lòng khen ngợi. Nào có qua chương như chị nói. Hợp hợp thẹn thùng vặn ngón tay. Tối hôm qua mẹ còn nói với cô, ngày phụ nữ kết hôn là đẹp nhất. Bởi vì cô ấy sẽ cảm thấy một loại hạnh phúc từ trong ra ngoài hơn nữa áo cưới còn có tác dụng sẽ làm cả người tôn lên vẻ thánh tiện như tiên nữ trên trời đương nhiên là thật cô dâu lúc nào cũng đẹp nhất trần trần cười nói tiếp trên người cô mặc lễ phục phụ dâu do nam hoa cần tự mình thiết kế vừa người tới khiến cô ngạc nhiên nhớ tới tình cảnh buổi sáng lúc xuống sân bay đằng cận tư đưa lễ phục cho mình cái gì vậy lễ phục phụ dâu tôi có mang theo rồi đây là tam đệ tự mình thiết kế cho em sản phẩm của phỉ sắc toàn thế giới chỉ có một cái duy nhất bảo đảm em sẽ thích đằng cận tư nhướng mày nói rất chân thành đúng là lương chân chân không nhịn được lòng hiếu kỳ mặc thử một chút phát hiện quả thật rất đẹp hoàn toàn không cần lo lắng sẽ mặc giống ai có điều sau năm hoa cần biết số đo của cô cô nhớ anh ta không có tìm mình đo qua ừ rất vừa người sao anh ta biết số đo của tôi cô có chút nghi ngờ anh nói đằng cận tư trả lời rất dứt khoát không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không ổn. Nhưng mặt của lương chân chân đỏ lên, giống như một trái táo, máu trong người dâng trào, thật thận không thể cắn nát miệng mình, hỏi thật dư thừa mà. Bảo bối, đừng cắn môi, anh nhìn thấy đau lòng. Đằng cỡ tư vô liêm sỉ lại gần, nói nhỏ ở bên tai cô. Anh bại hoại, lương chân chân xấu hổ sáng giọng Đột nhiên cửa bị đẩy ra, kéo suy nghĩ của cô trở về. Dương mắt liền nhìn thấy Brilliant 8 tuổi và Jenmy 6 tuổi chạy vào cùng nhau đứng ở trước mặt hợp hợp, trong mắt đen như bảo thạch, nhìn chằm chằm cô không nháy mắt. Dì nhỏ, hôm nay thật là đẹp. Hai đứa bé lanh lợi, quý hợp hợp sờ đầu của bọn họ, vẻ mặt cưng chiều. Birian và Jimmy cười híp mắt chen chúc trước mặt cô, Đáng yêu tới khiến cô chịu không nổi. Nghĩ thầm sau này mình phải sinh ra một đứa con gái bảo bối, đáng yêu hơn tất cả mọi người. Đang lúc ấy thì chú rể thư nhĩ hoàng xuất hiện, một tay ôm lấy cháu trai một tay ôm lấy cháu ngoại brian con là anh mang em trai đi chơi một lát được không dạ jimmy chúng ta đi thôi nhất định chú nhỏ sẽ làm chuyện xấu với mỡ nhỏ rồi mỗi lần cha làm chuyện xấu với mẹ cũng nói với anh như vậy brian mang bộ mặt bình tĩnh nói với em trai đầu của thư nhĩ hoàng đây vạch đen bây giờ trẻ con trưởng thành quá sớm rồi lương chân chân và tiết sai ni đứng ở một bên không nhịn được phi cười hai người dắt tay nhau đi ra để lại không gian riêng cho hai vợ chồng người ta, chắc là có lời muốn nói. Với tính cách của đằng cật tư, chắc chắn anh không muốn làm phù rể, nhưng thấy bà xã của mình làm phù dâu, cho nên anh cam tâm tình nguyện làm chuyện mình không thích. Trước khi hồn lễ bắt đầu, mấy người bọn anh đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ nói tới cô gái truyền kỳ đặc biệt của nhà họ Thư, Thư Cách Gia. Thật khó tưởng tượng, từ đại ca ôn nhuận như Ngọc, lại có một người chị hùng hãn khí phách như vậy, thật làm cho người khác giật mình mạc đông lăng sinh lòng cảm khái trên đời muôn màu muôn vẻ không có kinh nghiệm mới thấy lạ thôi nam hoa cần nhíu mày liếc anh một cái tiểu lăng tử thật sự là anh đột nhiên sau lưng chuyển tới một giọng nữ xa lạ mọi người cùng nhau quay đầu lại đập vào mắt là một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu đỏ rực xinh đẹp gợi cảm đẹp không gì sánh nổi mạc đông lăng hoàn toàn sững sờ kinh ngạc nhìn về phía cô lại hoàn toàn không nghĩ ra đã gặp qua cô ta ở đâu. Dường như không hề có chút ấn tượng nào, mê mang. Tiểu thư, tôi có biết cô sao? Cô gái kia nhìn anh không hề chớp mắt, trong đôi mắt xanh thẳm loài ra nước mắt trong suốt, môi đỏ mọng hoạt động. Tiểu lăng tử, anh thật sự quên em sao? Nương mắt đầy mặt uất ức và bi thương khiến cả đám đàn ông nhíu lông mày trầm tư, đồng thời nhìn về người khởi sướng. Đây là tuồng gì mới đây? Thì ra hồng nhan tri kỷ của tiểu tứ đã trải rộng khắp toàn cầu đi đến đâu cũng có thể gặp gỡ. Còn là một người đẹp, con lai xinh đẹp như vậy. Ôi trời ơi! Trong lòng của Mạc Đông Lăng cũng rất kinh ngạc. Nhíu lông mày, nhìn về phía người đẹp trước mắt. Vắt hết áp cũng không nhớ nổi cô là ai. Mặc dù trước đây, anh chơi bời trang hoa rất nhiều. Nhưng mỗi lần kết thúc đều nói rất rõ ràng với người ta. Cũng cho ra không ít tiền chia tay. Đều là người thức thời. Cho dù gặp mặt lần nữa, cũng sẽ không làm phiền. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy cố tình bản thân anh không hề có một chút ấn tượng nào. Hơn nữa, con gái người ta còn lại trã trực khóc nhìn anh, thật giống như anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô. À, tôi nhớ ra rồi, ba năm trước đây trong một thị trấn nhỏ ở New Zealand, chúng ta từng có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Anh bỗng nhiên ngụ ra cười nói, kết quả chọc cho con gái người ta càng thêm đau lòng, nước mắt trong suốt đâm đầy trong khóe mắt, giống như một giây tiếp sẽ rơi xuống. Anh thật là quá đáng, Người đẹp mắt xanh cắn môi thở hổn hển nhìn anh chằm chằm. Trong mắt bao hàm nhiều cảm xúc phức tạp, không giấu được tình yêu sâu sắc và nỗi nhớ nhung. Cô tìm anh gần 3 năm nhưng lại không hề có tin tức. Vốn cho rằng gặp nhau lần nữa sẽ giúp cho hai người nhặt lại khoảng thời gian tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng không ngờ, người ta đã hoàn toàn quên mất cô. Sự mất mát trong lòng giống như một vật cứng đập một cái vào đầu cô. Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh khi hai người gặp lại nhau. Nhưng không hề có cảnh này ba năm quả nhiên có thể thay đổi rất nhiều chuyện là cô quá ngu ngốc rồi mật mật em làm sao vậy bọn họ ức hiếp em sao đột nhiên một người đàn ông khôi ngô mặc quân phục màu xanh đi tới giữa hai lồng mày hiện rõ hơi thở và sự hào phóng của quân nhân thấy hai mắt của mật mật đẫm lệ đứng ở trước mặt một đám đàn ông xa lạ không khỏi nhíu mày vẻ mặt không vui nhìn về phía của mạc đông lăng anh chính là anh trai của úy hợp hợp úy học nghiêu là thiếu tướng trẻ tuổi của bộ binh chiến đấu, vốn đang thi hành nhiệm vụ trong quân đội, bởi vì hôn lễ của em gái cưng, không thể không xin phép nghỉ để tới đây. Ở lại được một ngày thì phải đi tiếp. Ngay cả vị hôn thê, thư tinh sở cũng oán trách anh dành quá ít thời gian cho cô. Nhưng chức vụ quân nhân này là đặc biệt, anh cũng chỉ thân bất do kỷ. Em không sao, nhận lầm người mà thôi. Mật lạp bối nhi, cô nén tâm tình của mình, lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi. Cô không biết rốt cuộc đời trước mình đã tạo nghiệt gì. Hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô đều không thuộc về cô. Một người sắp kết hôn với chị họ, một người hoàn toàn quên cô. Mật mật, quý học nghiêu nóng nảy giữ cánh tay cô lại. Mặc dù bọn họ đã giải trừ hôn ước rồi, nhưng vẫn còn tình cảm. Dù anh đã giải quyết quyết định buông tay, nhưng nhìn thấy cô bị uất ức, mình vẫn không nhịn được, muốn giúp cô hà giận. Buông tôi ra. Mật mật khổ sở hất tay anh ra, Quả nhiên hôm nay cô không nên trở về nước, không chỉ gặp được úy học nghiêu có hôn ước từ nhỏ với cô, còn gặp được người ba năm trước đây tình cờ bị cô mua về, mạc đồng lăng. Cũng bởi vì chung sống hơn nửa năm với anh, cô mới dần dần quên đi đau đớn, thử quên người đàn ông mà cô yêu tới khắc cốt ghi tâm, học được cách đón nhận một người đàn ông khác sớm chiều ở chung với anh. Nhưng dường như ông trời đang đùa giỡn cô, lúc cô quyết định muốn gả cho anh, anh biến mất không thấy giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới ba năm này cô đi qua rất nhiều nơi rốt cuộc cũng không gặp được anh lúc cô muốn buông tay anh xuất hiện cũng không biết cô buồn cười tới giường nào này anh bị gì vậy không thấy người ta không muốn sao quân nhân mà lôi lôi kéo kéo như anh sao mạc đông lăng rất khó chịu như bị chúng tà đi lên trước một bước lấy tư thái đàn ông khiêu khích nhìn úy học nhiều mật mật vui mừng nhìn về phía của mạc đông lăng anh nhớ ra rồi sao đã nhớ hết tất cả rồi ư? Anh là ai? Quý học nghiêu không vui nhìn mặt đông lăng một cái. Dường như người đàn ông này có quan hệ gì với mật mật. Nếu không, cô ấy sẽ không dùng ánh mắt ấy để nhìn anh ta. Trong lòng lột bột, rốt cuộc cô gái nhỏ mà anh bảo vệ nhiều năm đã trưởng thành. Giữa bọn họ nhất định không thể nào, nhất định phải đương ai nấy đi. Anh quan tâm tôi là ai làm gì? Quân nhân nên có phong thái của quân nhân, đừng có lấy mạnh hiếp yếu. Nhìn bộ dạng của anh, Mạc Đông Lăng càng nhìn anh ta thì càng thấy quen. Cứ có cảm giác giống như đã gặp qua ở đâu, nhưng lại cảm giác như chưa từng gặp. Không phải chỉ một mình anh có cảm giác này. Bọn đằng cận tư và quan hạo lê đều cảm thấy người đàn ông ở trước mặt hơi quen. Rất giống một người bạn của bọn họ, nhưng cường tráng hơn, phong cách hoàn toàn khác nhau. Anh yêu, anh đến lúc nào vậy? Một cô gái dịu dàng, mặc đầm hồng đi ra từ bên cạnh. Rất tự nhiên, kéo cánh tay của úy học nghiêu khi thấy hốc mắt của mật mật ửng hồng thì trong lòng nồng nặc vị chua thì ra là trong lòng anh yêu vẫn thích mật mật vốn hai người bọn họ là một đôi nhưng bởi vì chức vụ của anh yêu đặc biệt không thể cưới cô ấy khoảng thời gian đó cô thấy rõ ràng anh yêu rất khổ sở là mình ngày đêm bầu bạn với anh nghe anh tâm sự nghe anh nói hết nỗi khổ trong lòng vượt qua khoảng thời gian đau khổ này tôi tưởng rằng đã qua thời kỳ cực khổ giờ nhìn thấy cảnh tượng hôm nay mới hiểu được mình đã quá ngây thơ rồi Mặc dù rất đau lòng Nhưng ngoài mặt cô vẫn là làm như không có chuyện gì xảy ra Mật mật, em có khỏe không? Đối với cô em họ này Cô rất ghen tị Ít nhất cô ấy có được tình yêu trọn vẹn của anh yêu Khi còn bé Bọn họ còn được cha mẹ hai bên đính ước Chỉ có một điều này Đã làm cô rất ghen tị Em rất khỏe, chị tinh sở Chúc hai người hạnh phúc Mật mật nở một nụ cười Xoay người nhìn về phía mặt đông lăng Nghiêm túc hỏi Anh thận không biết em sao Mặc đông lăng rất mờ mịt, nhìn chằm chằm cô hai giây. Thật ra thì anh rất muốn nói, biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô, anh không nói ra không được. Trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như đánh mất cái gì. Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô. Nói xong câu đó, anh cảm thấy nơi nào đó trong lòng có súng lại một chút. Cảm giác đau đớn mơ hồ. Đây là vì sao? Rõ ràng trí nhớ trống rỗng, rõ ràng anh không biết cô gái trước mắt. Nhưng thấy cô khóc cô đau lòng, mình cũng sẽ khó chịu chẳng lẽ đây chính là tam sinh tam thế trong truyền thuyết cô giữ lại vị trí nhớ kiếp trước với mình vẫn luôn tìm kiếm mình trong biển người mênh mông sao anh không nhịn được bắt đầu ảo tưởng không có việc gì có lẽ là tôi nhận lầm người trên đời này có nhiều người giống nhau tôi vẫn chưa gặp được anh ấy mà thôi mật mật bí môi cười yếu ớt hôm nay là ngày tốt của anh nhĩ hoàng và hợp hợp nhất định cô phải thật vui vẻ dù không vui cũng phải cười thật tươi cô nhớ từng có người nói qua cô cười lên rất đẹp. Nói xong, cô liền dứt khoát xoay người rời đi, không để ý tới bất cứ ai nữa. Đều không phải là của cô, cần gì chấp nhất đây. Này, người đẹp, cô... Mạc Đông Lăng há miệng, phát hiện mình nói gì cũng dư thừa. Ngây ngốc, nhìn bóng lưng của cô dần dần đi xa, trái tim xuất hiện một cảm giác mất mát khó hiểu. Anh yêu, chúng ta cũng đi thôi, ba mẹ đều ở bên kia chờ anh đấy. thử tình sở như chú chim nhỏ, nép vào người đàn ông cao lớn bên cạnh trên mặt tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Ừ, Úy Học Nghiêu đáp một tiếng, đi cùng với vị hôn thê gặp cha mẹ. Anh hiểu bây giờ mật mật chỉ là em họ mà thôi, không hề có bất cứ quan hệ gì khác. Yêu và không yêu chỉ là một suy nghĩ. Anh đã sớm nghĩ xong, cũng đã quyết định, hôm nay nên hoàn toàn buông xuống. Nếu không, rất có lỗi với vị hôn thê, vẫn bầu bạn và giúp đỡ anh. Đợi sau khi bọn họ rời đi, đằng cận tư có thâm ý nhìn nhị đệ nông dịch tiêu và tam đệ Nam Hoa Cần, dùng khẩu hình nói. Chẳng lẽ tứ đệ quên mất khoảng thời gian ở chung với cô gái kia sao? Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cần cũng đều cau mày. Nếu sự thật là như vậy, cũng quá trùng hợp rồi. Tôi thấy chuyện này có 99% khả năng. Quan Hạo Lê vật im lặng, đột nhiên mở miệng. Ba người kia lựa chọn im lặng không nói, là người trong cuộc mặc Đông Lăng vẫn còn chưa trả lời bình thường. Cho đến khi Thiên Tập Vũ và Quế Noạn Yên đi tới, anh mới tỉnh táo lại anh tốc độ lật lọng cũng quá nhanh đi. Ngay cả cô gái bên cạnh đã thay đổi. Tứ đệ, cậu nhìn rõ đi, anh ta là thiên tập vũ. Người mới vừa rồi, hẳn là anh sinh đôi của úy hợp hợp, thiếu tướng úy học nghiêu. Đằng cận tư ho một tiếng, anh cũng chỉ đột ngột nghĩ tới điều này. Vẫn là anh đang rõ ràng, bằng không tôi bị oan rồi. Thiên tập vũ cười ha hà nói. Trong lúc mọi người cười sang sảng, ngành đón hành khúc kết hôn. Úy hợp hợp mặc một bộ đầm cưới màu trắng, khoác cánh tay của cha cô, úy nam thừa, đang bước đi lên trên thảm đỏ trải đầy hoa tươi. Ánh mặt trời vàng óng phủ lên trên người cô, nhộm lên một vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ cả người cô, thánh khiết mà cao quý, giống như công chúa trong đồng thoại. Thư Nhĩ Hoàng mặc tay trang màu đen được chế tác tinh tế. Anh Tuấn khôi ngô, con người đen nhánh, đắm đuối đưa tình, nhìn về dáng người yểu điệu, đang chậm rãi đi về phía anh. Bở môi nở một nụ cười dịu dàng, từ rất sớm, trước kia anh đã nhận định hợp hợp, nhận định cô là người con gái anh muốn ở chung cả đời. Trong lòng nghĩ, nếu không phải, cô sẽ không cưới. Cô chấp nhiều năm như vậy, mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng vẫn ôm được người đẹp về như mộng ước. Giây phút này, tâm trạng của hợp hợp cũng trầm bồng phập phồng. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ trở thành vợ của anh Hoàng. Nhớ tới lúc mình tròn 10 tuổi đã bị anh cưỡng hôn, đã định trước sau này sẽ dây dưa không ngớt anh lấy một tư thái khác biệt xuất hiện trong từng giai đoạn của cuộc đời mình chứng kiến quá trình trưởng thành của cô giúp đỡ cô rất nhiều rốt cuộc đã yêu anh khi nào cô không nhớ rõ có lẽ là hồi trung học có lẽ là đại học nói tóm lại không biết vào lúc nào đã có thói quen không thể rời khỏi anh có lúc cô nghĩ anh hoàng rất xấu anh cố ý bao dung cưng chiều mình vô hạn làm cho tính cách của mình trở nên kiêu ngạo nóng nảy không ai có thể chịu được cũng vô tri vô giác thay đổi cuộc đời và cách suy nghĩ của cô. Đối với mỗi người chồng lý tưởng, trước đây cô còn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao không có ai lọt được vào mắt cô? Sau đó mới hiểu được tất cả là do người xấu nào đó, là do anh Triều Hư. Đợi đến khi cô ý thức được thì cũng đã muộn, bởi vì trong lòng cô không thể có thêm người khác. Tất cả suy nghĩ đều về anh. Ngay cả khi đại ca và nhị ca nói, tính tình của mình càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nhưng người nào đó vẫn rất tự hào nói, phụ nữ của tôi dù sao tôi cũng thích nghe lời thổ lộ trắng trợn như vậy có cô gái nào không vui hạnh phúc chính là mỗi một ngày đều có nhiều chuyện nhỏ cộng lại ngọt như mật hai mắt của úy nam thừa lóe ra nước mắt trong suốt nắm tay con gái cưng giao cho thương nhĩ hoàng hoàng hợp hợp là hai đứa con gái ba tương nhất sau này giao cho con nó nghịch ngợm không hiểu chuyện con phải chăm sóc nó thật tốt quý trọng tha thứ mọi thứ cho nó Bà mong muốn các con mãi mãi hạnh phúc mỹ mãn. Càng nói, giọng điệu càng nghẹn ngào. Con gái vẫn luôn là miếng thịt trong lòng anh. Từ nhỏ tới lớn đều nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ hận không thể hái trăng và sao trên trời xuống cho nó. Thoáng một cái, con gái đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng. Người làm cha thật đúng là không nỡ. Úy hợp hợp cũng không nhịn được rơi nước mắt. Thư Nhĩ Hoàng nắm tay bà xã, rất nghiêm túc nói với cha vợ. Ba, ba yên tâm, hợp hợp vẫn luôn là báu vật trong lòng con con nhất định sẽ yêu cô ấy, thương cô ấy, cưng chiều cô ấy, không để cho cô ấy chịu khổ chút ất ức nào. Ừ, ba tin tưởng con. Quý Nam Thừa trịnh trọng gật đầu một cái. Nhiều năm như vậy, ông cũng nhìn thấy trong mắt, nhị hoàng đối với hợp hợp rất tốt, không hề mang theo một chút tạp chất nào. Bằng không, ông đã không gả con gái cho nó. Lương chân chân thấy cảnh tượng ấm áp hạnh phúc như thế, không nhịn được rơi nước mắt vui mừng. Bên trong lòng của mỗi người phụ nữ đều mơ ước, được mặc áo cưới trắng tinh, quắc tay ba của mình, đi về phía người đàn ông, sống cả đời với mình. Ánh mắt của cô không tự chủ nhìn về vị trí phù rể, đúng lúc ánh mắt của anh cũng nhìn về phía mình. Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, tạo thành dòng điệu xoẹt xoẹt xoẹt, làm cho lòng người tê dại, cuốn quyết rời tầm mắt, nhìn về phía một đôi vợ chồng giữa đài. Tâm trạng của đằng cận tư rất tốt, mới vừa rồi ánh mắt nai con nhìn về phía mình, có phải nói rõ cô cũng mong muốn người đứng ở trên đài là cô và anh hay không? Xem ra hôm nay rất thích hợp để cầu hôn. Giống như bọn Lê Tử nói, chỉ cần nắm chắc thời cơ tốt thì có thể đạt được hiệu quả cao. Hơn nữa tỷ lệ thành công 100%, bởi vì hôn lễ của hợp hợp sẽ mang lại cảm xúc cho cô. Lúc này, cô vô cùng nhạy cảm và dễ dàng cảm động. Ở trên đài, mục sư đang tuyên thệ lời thề kết hôn. Sau đó cô dâu và chú rể trao nhận cho nhau. Cảnh tượng thật ấm áp cảm động. Cả quá trình hôn lễ đều làm cho người khác cảm thấy như lạc vào một câu chuyện cổ tích mọi người đều là khách mời phía dưới, hết sức chăm chú, nhìn hoàng tử và công chúa kết hôn, chung sống hạnh phúc, tốt đẹp mà lãng mạn. Sau khi hoàn thành tất cả nghi thức, hôn lễ cũng kết thúc, hợp hợp giúp vào trong ngực của ông xã, ghé vào bên lỗ tai của anh, nói nhỏ mấy câu. Sau đó cầm hoa lớn tiếng nói, các chị em độc thân qua đây, gương mặt thật hạnh phúc. Có không ít nam nữ chưa kết hôn dối rít tới gần, muốn đón lấy bó hoa cô dâu tượng trưng cho hạnh phúc. Người độc thân thì hy vọng có thể mau sớm gặp gỡ được một vị bạch mã hoàng tử. Người có bạn trai thì hy vọng có thể kết hôn với người mình yêu, ước mơ mà mọi người hướng tới. Thư Nhĩ Hoàng làm theo chỉ thị của bà xã, nhìn vị trí của lương chân chân, chuẩn bị ném chúng. Bó hoa cô dâu gồm màu hồng nhạt, màu xanh nước biển, lavender, và có đó hoa màu trắng tinh khiết kết hợp. Thành nhã quyến rũ, biểu hiện vô hạn mơ mộng. Vốn là lương chân chân không có ý đón bó hoa cô dâu này, nhưng cố tình bó hoa này từ trên trời giáng xuống. Theo bản năng, cô đưa tay đón lấy, lập tức làm mọi người xung quanh ồn ào lên. Huyền náo, khiến cô không biết làm sao. Hoa tươi làm nổi bật lên gương mặt đỏ ửng, hai má càng thêm đỏ rực. Wow, chị Nai con, đây chính là bó hoa cô dâu tượng trưng cho hạnh phúc đấy. Trong lòng có cảm xúc gì, mau nói ngay đi. Hợp hợp cười hít mắt, cô hy vọng không lâu nữa có thể tham gia hôn lễ của đằng đại ca và chị Nai con. Chị, lưng chân chân mắc cỡ, hai gò má đỏ bừng, ngập ngừng không biết nên nói gì. Cầm hoa cô dâu trong tay, giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, làm cho cô rất lúng túng. Trong lòng của đằng cận tư biết rằng thời cơ đã đến, bây giờ chính là lúc cầu hôn tốt nhất. Tối hôm qua, ý kiến của mấy người kia đã có tác dụng rồi. Trong lòng không khỏi vui mừng, đẩy đám người đi về phía nai con. Thư Nhĩ Hoàng thấy đã đạt được mục đích, lập tức ôm bà xã đi, để lại cho bọn họ quậy phá đi. Hôm nay đúng là một ngày vui. Thấy đằng cận tư càng ngày càng tới gần lưng chân chân Thì phóng viên chạy tới bu quanh hai người Tới nỗi nước chảy không lọt Đèn flash máy chụp hình không ngừng Tách 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 Ánh sáng vô cùng chóa mắt Một loạt câu hỏi không ngừng vang lên Lượng tiểu thư Mấy ngày trước đằng thiếu gia mở họp báo tuyên bố Cô là người mà anh ấy yêu nhất Còn nói cô là vị hôn thê của anh ấy Sau khi nhận được bó hoa cô dâu Cô nghĩ như thế nào Có phải sắp tới hôn lễ của hai người rồi hay không Lượng tiểu thư được người đàn ông xuất sắc như đằng thiếu gia yêu, cô có cảm thấy đặc biệt yêu Việt hay không? Có cảm thấy tự hào hay không? Lương tiểu thư, cô có cảm thấy mình xứng với đằng thiếu gia không? Lương tiểu thư, trước kia dường như chưa bao giờ thấy cô xuất hiện cùng với đằng thiếu gia. Lần này xuất ngoại tham gia hôn lễ của thư nhĩ hoàng, bảo ý hợp hợp, là ngẫu nhiên hay tất nhiên đây? Lương tiểu thư, thân phận con gái riêng của cô, làm sao có thể quen biết úy tiểu thư danh giá của thành phố W vậy? Có phải bởi vì có quan hệ với đằng thiếu gia hay không? Câu hỏi càng lúc càng tròi tay, trong nháy mắt, lưng chân chân cảm thấy tay lạnh như băng. Đó giờ cô không có kinh nghiệm đối phó với đám phóng viên. Giờ phút này rơi vào trong vòng vây, bốn phía đều là những vách tường sắt thép. Cô chạy không thoát, làm cho người ta hít thở không thông. Cầm miệng, tất cả đều cút hết cho tôi. Đằng cận tư tức giận quát lên, những phóng viên này thật đáng ghét. Tốc độ lan tin cũng quá nhanh, giống như mấy con ruồi chết tiệt, chỗ nào cũng nhúng tay vào, bay khắp nơi, kêu ong ong khắp nơi. Lương Tiểu Thư, cô không trả lời câu hỏi của chúng tôi, có phải đồng nghĩa với việc chấp nhận hay không? Các phóng viên đều là con rán đánh không chết, càng áp chế thì càng dũng mãnh. Căn bản không để ý tới đảng cận tư đang giống giận. Bắt được tin tức mới là tôn chỉ, những thứ khác đều không quan trọng. Đám người vây xem càng ngay càng nhiều. Lương chân chân bị những người đó chen lấn tới sắp đứng không vững. Vốn cô cố gắng tới gần Giai Ni, nhưng bị đám phóng viên này xô đẩy. Bốn phía đều là mic, cô chỉ có thể chống tay ngăn cản khó tránh khỏi bị đánh tới. Đầu cũng bị những câu hỏi trói tay đó làm cho sắp nổ tung. Chị Hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nai con, trong lòng của đảng cận tư nóng này, càng ngày càng nhiều người tới. Đám phóng viên kia un un kéo tới như điên rồi. Bảo vệ Nai con rất chặt, ngay cả anh cũng không thể đến gần. Mặc cho anh dùng sức như thế nào, cũng không chen vào được. Giờ phút này, anh hy vọng mình giống như nam chính, có được một thân võ công giỏi như trong tiểu thuyết kiếm hiệp, xuất trường đánh ngất những người này sau đó mang theo nai con bay khỏi nơi này đáng tiếc tiểu thuyết không phải là thực tế anh chỉ có thể gấp gáp lo lắng đứng nhìn nhưng lại không làm nên chuyện gì vốn ở giữa đám người đông nghẹt lương chân chân mang giày cao gót đứng không vững không biết bị ai đụng phải cơ thể té xuống mặt đất nhưng đám người kia còn không chịu tha cho cô giống như ôn dịch bổ nhau về phía cô trong nháy mắt hiện trường vô cùng hỗn loạn lương chân chân té trên mặt đất bị người lấn tới lấn lui hoàn toàn không thể bỏ dậy nổi Mấy lần chóng tay trên đất muốn bỏ dậy cũng không có sức Còn bị người ta dẫm đạp lên mấy lần Cảm giác đau đớn truyền khắp người Nước mắt lượn vòng ở trong hốc mắt Nhưng cô bắt buộc mình nhịn xuống Bị dẫm thì cũng thôi đi Có một tòa núi lớn đè xuống người cô Ngã trên cơ thể yếu ớt của cô Cô đau đến chết lặng Muốn mở miệng cầu cứu Nhưng giọng nói của cô quá bé nhỏ Hơn nữa hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào Giọng nói lớn hơn nữa Cũng sẽ bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át Cô có thể nghe thấy tiếng kêu cứu mạng vang lên từ trong cổ họng mình, nhưng người khác lại không nghe thấy. Đau, đây là cảm giác duy nhất của cô vào lúc này, sự tối tăm vô hạn như muốn nuốt chửng cô, cô giống như một con cá chết chìm, cần dựa vào dưỡng khí để sống sót. Âm thanh bên tai vang lên không ngừng, không biết khi nào mới kết thúc, khi nào mới có thể yên tĩnh lại. Cô chợt nhớ trước kia ở trong tivi hay báo chí, cô đã từng xem qua tin tức dẫm lên người khác tương tự như vậy. Lúc ấy còn chưa cảm thấy kinh khủng lắm. Chỉ có khi tự mình trải qua thì mới có thể cảm nhận được cơn đau này, không cách nào hình dung. Đáng chết! Đằng cận tư đã gần như nổi điên, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Thoáng cái không nhìn thấy bóng sáng của Nai con. Rõ ràng cô đã ngã xuống đất. Tình cảnh trước mắt hỗn loạn như vậy. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, tất cả những người này đều gánh không nổi. Nói thì nói như thế, nhưng dù sao Hồng Kông không phải là địa bàn của anh. Khi ở đây lực uy hiếp thường ngày tự động giảm bớt một nửa trong lòng khó tránh khỏi hơi cảm thấy thất bại, biết rõ phụ nữ của mình bị ức hiếp nhưng không có cách nào để đến gần, thì có thể lo lắng, cảm giác này vô cùng khó chịu. Đại ca, anh đừng lo lắng, tìm kiếm như vậy không phải là biện pháp, hiện trường quá hỗn loạn, đi vào chưa chắc ra được. Nông Dịch tiểu kéo cánh tay của đại ca, không cho anh đi vào giữa đám người đang chen chúc. Buông tay, tôi không thể để cho một mình nai con chịu khổ ở bên trong, hiện tại cô ấy cần tôi. Đằng cận tư hất tay nhị đệ ra, liều mạng chen vào trong. Anh phải mang nai con ra, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình. Nằm Hoa cần ở một bên vội vàng nháy mắt với nông dịch tiêu. Thay vì ở chỗ này khuyên đại ca, còn không bằng nghĩ, biện pháp để đuổi hết đám phóng viên điên khùng này đi, quá kinh khủng. Vì lấy tin tức mới mà ngay cả mạng cũng không cần. May mắn, nhờ vóc dáng đằng cận tư cao lớn, hơn nữa tập thể hình trong thời gian dài, sức dài mạnh, xuyên qua đám đông, rốt cuộc tìm được lương chân chân ngã trên mặt đất, bị người ta dẫm đạp. Trong nháy mắt, sự đau lòng và tự trách bao trùm lấy anh, khóm lưng ôm cô lên. Này con, thật xin lỗi, anh tới trễ, đau không? Tay của lưng chân chân nắm chặt lấy vạt áo của anh, giống như là người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng, chui vào trong lòng anh, nước nở nghẹn ngào khóc lên. Trong lòng vô cùng uất ức, đau đớn như người, như hình với bóng. Nhưng lòng của cô đã yên ổn, hương vị quen thuộc bao phủ lấy cô, làm cho cô có cảm giác an toàn. Ngoan, kiên nhẫn một chút, bây giờ anh đưa em tới bệnh viện. Đằng cận tư liếc thấy vết thương trên tay cô, vô cùng đau lòng. Chỉ hận không thể lăng chỉ xử tử cái đám phóng viên đáng chết xung quanh. Có lẽ là ánh mắt của anh quá mức dọa người, u ám lạnh lẽo, vô tình đông cứng người khác như băng đó. Những đám phóng viên kia thu lại một chút, trong lòng biết rõ vết thương trên người lương chân chân là do bọn họ gây ra. liền thức thời, lùi một bước nhỏ, nhưng vẫn có vài người không sợ chết, cầm máy ảnh lên muốn chụp hình. Đằng cận tư giận tới đá một cước, ác độc uy hiếp nói. Có tin, tôi sẽ làm cho anh không thể cầm máy ảnh suốt đời hay không? Đang lúc ấy, thì Nam Hoa Cầm tìm được một cứu binh quan trọng tới. Thư cách xa, mặc một bộ đầm màu đen, mắt lạnh hết mức. Chỉ một ánh mắt kia thôi đã đủ giết hết một đám người. Ở Hồng Kông, dường như không có ai không biết cô. Thật sự là bởi vì danh tiếng cô quá vàng rồi. Tất cả mọi người đều nề mặt cô. Lạnh lùng quét mắt nhìn một đám phóng viên. Thế nào? Hôm nay gan của tất cả mọi người lớn hơn rồi. Hồn lễ của nhà họ thư mấy người cũng dám tới gây sự sao? Muốn tạo phản à? Hay là nói mấy người đều chán sống rồi, muốn trải nghiệm một cuộc sống khác? Lời này vừa nói ra, chân của các phóng viên bắt đầu run lên. Giành tiếng của lão đại bang viêm ưng, thư cách ra như sấm bên tai, xà trẻ đều biết. Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng thủ đoạn không hề thua kém đàn ông. Sự tàn nhẫn của cô không thể hiện ở phương diện bạo lực mà là từ từ hành hạ người làm cho người đó sống không bằng chết thế cho nên có biệt hiệu là nữ tu la trừ năng lực bên ngoài của cô Trong của cô còn lợi hại hơn lão đại xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy ở châu âu ai nghe danh đều biến sắc chưa có thể tuân theo một nguyên tắc không chọc nội thì chỉ có thể trốn hai người này ở chung một chỗ chính là cường cường liên thủ mạnh kết hợp với mạnh không thể chạm vào nếu không bạn chết ra sao cũng không biết Ra tế hùng mạnh đến nào cũng không ai có thể lay chuyển xin chị thư ban ơn chúng tôi không dám nữa không dám nữa những phóng viên kia liên tục cầu xin tha thứ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới nhà họ đằng ở thành phố c có quan hệ sâu xa với nhà họ thư ở hồng kông như vậy không chỉ qua lại thân thiết thậm chí còn sử dụng thế lực các đạo giúp một tay đúng là một tin tức lớn quan trọng nhưng bọn họ không có can đảm viết bởi vì thư cách ra là một người nói được làm được thật sự có thể bí mật giải quyết bọn họ ban ơn, mấy người có tư cách sao? Cô dùng tư thái nữ vương lạnh lùng, liếc bọn họ một cái, ý tứ rất rõ ràng. Cút nhanh cho tôi. Vì vậy, rất nhanh hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ. Đằng cận tư nói một tiếng cảm ơn với cô, liền ôm cô gái trong ngực lao tới bệnh viện. Vết thương của nai con rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Trong bệnh viện, bác sĩ nói lưng chân chân bị dẫm lên và sợ hãi quá mức, xương ngón trỏ tay trái bị gãy, cần nằm viện quan sát một thời gian đợi sau khi xác nhận tình trạng bệnh thì mới tiến hành điều trị. Sau khi đảng cận tư nghe xong thì vô cùng đau lòng, ngồi ở bên mép giường chăm chú nhìn nai con ngủ ở giường bệnh. Giơ tay lên, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng tự trách, đều do anh chăm sóc cô không tốt, làm hại cô bị phóng viên vây quanh, còn xảy ra cái chuyện khủng bố như vậy. Suy nghĩ một chút, anh đã cảm thấy sợ, giải quyết không tốt sẽ thật sự xảy ra án mạng. Nai con, đều tại anh không tốt. Không chăm sóc em tốt, làm cho em bị thương nghiêm trọng như thế. Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng không được không quan tâm tới anh. Tỉnh lại nhanh lên một chút được không? Anh chân thành, thâm tình, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của cô, dán chặt lên gò má của mình. Trong tròng mắt đen như mực là vẻ bi thương. Một ngày tốt đã bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Chuyện cầu hôn chưa có thể hoãn lại. Hiện tại anh chỉ hy vọng, nài con bình yên vô sự, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Trong thời gian này, Quan Hạo Lê và Tiết Sai Ni cùng ba anh em nông dịch tiêu còn có vài người bạn tới tham gia hôn lễ của hợp hợp tới thăm Lương chân chân Ngay cả vợ chồng Thư Nhĩ Hoàng cũng tới. Trong lòng mọi người cũng đều không dễ chịu. Rõ ràng là một ngày rất vui, nhưng đều bị những đám phóng viên đáng chết kia phá hỏng. Nhĩ Hoàng, hợp hợp, hai người về đi. Hôm nay là ngày kết hôn của hai người. Buổi tối cũng nhiều khách khứa. Hai người không thể rời khỏi. Nơi này có tôi là được rồi đảng cận tư trầm giọng nói đảng đại ca đều là em hại chị nay con quý hợp hợp mím môi khóc lớn lên cô không ngờ mình ném hoa cô dâu cho lương chân chân dẫn tới nhiều phóng viên như vậy không liên quan tới em là do đám phóng viên chuyện gì cũng thích hỏi rõ ràng ngọn ngàng giống như mấy con đỉa bám chặt không buông nhắc tới đám phóng viên đảng cận tư liền tức giận về phần hợp hợp cho tới bây giờ anh không hề trách cô thật sự là không hề liên quan tới cô có ném hoa cô dâu hay không, đám phóng viên cũng sẽ tới, không hề khác nhau. Nhưng trong lòng em vẫn rất khó chịu. Hợp hợp cắn môi tự trách, nếu như cô không ném hoa cô dâu cho chị Nai con. Nói không chừng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Em có ném hoa cô dâu cho Nai con hay không? Đám phóng viên cũng vẫn sẽ tìm cô ấy. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hợp hợp, nhất định chân chân không muốn thấy bộ dáng này của em. Cô ấy hy vọng em là cô dâu đẹp nhất Chuyện ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn Không có anh ngờ tới Đừng tự trách mình nha Tết Giai Ni vỗ vai của hợp hợp an ủi cô Dạ được rồi em hiểu Vẻ mặt của úy hợp hợp Như đám gật đầu một cái Trong lòng vẫn không vui Ngây người một lúc liền rời đi cùng với ông xã Nhĩ Hoàng Dù sao hôm nay cũng là ngày kết hôn của bọn họ Buổi tối còn có rất nhiều xã giao Không phân thân ra được Buổi tối đằng cận tư đuổi tất cả mọi người đi một mình anh ở lại làm bạn với nai con. Nằm nghiêng ở bên cạnh cô, lặng lặng ngắm nhìn cô ngủ. Bỗng dưng, nơi nào đó trong lòng mềm xuống. cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, lại phát hiện cô ngủ không yên ổn. Vẫn nhíu chặt mày, vẻ mặt rốt hoảng, giống như đang mơ thấy nhiều ác mộng. Đau, buông tôi ra, đau quá. Trần trần vô thức nỉ non ra tiếng, trong đầu đều là cảnh tượng kinh khủng mới vừa rồi. Nhiều người sâu lấn về phía cô như vậy, khuôn mặt xa lạ và những âm thanh trói tay, giống như một cái lưới lớn bao lấy cô, khiến cho cô không thoát ra được, cả người giống như một dãy núi vừa lớn vừa nặng, hít thở không thông. Đằng cận tư đau lòng, hôn gương mặt của cô, dịu dàng dụ dỗ nói bên tai cô. Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây. Bàn tay dịu dàng, khẽ vút ve lưng của cô. Anh thật sự hy vọng, có thể rời hết toàn bộ vết thương trên người của hai con đến trên người mình. Anh tình nguyện gánh chịu hết tất cả đau đớn của cô. Mặc dù có anh dịu dàng che chở, nhưng trong giấc mơ, lưng chân chân vẫn còn lo lắng, giống như bị ác mộng cuốn lấy. Thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng khẽ khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt đầy nước mắt. Đặng cận tư nhìn rất đau lòng, một đêm ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Cho đến khi sắc trời tàng sáng, người trong ngực mới dần dần yên tĩnh lại. Lộ ra, dáng ngủ ngon lành, anh cũng mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Sáng sớm của ngày hôm sau, khi chân chân mở mắt, lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhìn thiết bị trong phòng, không giống như ở trong khách sạn, giống như là bệnh viện. Trên người truyền tới cảm giác đau đớn, cũng làm cho cô nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô bị một đám phóng viên bao vây, các câu hỏi sắc bén trói tay, thay nhau ra trận. Sau đó, không biết tại sao, xảy ra một trận hỗn loạn. Cô té ngã, còn bị người khác dẫm đạp, giật giật ngón tay, phát hiện cánh tay bó thạch cao, không thể động đậy. Đôi mắt to trong suốt sáng người, nhìn quanh một vòng ở trong phòng, phát hiện không có ai. Cô nhớ hôm qua, mình được đằng cận tư cứu thoát. Nhưng anh ở đâu? Ở đây là Hồng Kông ư? Hôm qua bọn hợp hợp như thế nào rồi? Rất nhiều vấn đề quấy nhiễu cô, làm cho cô cảm thấy có khổ mà không nói thành lời. Không ai quan tâm tới cô. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Trong lòng cô vui mừng, cho rằng ai đó trở lại, nhưng khi nhìn thấy thì là y tá trực ban. Lực tiểu thư, cô có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Cô y tá dịu dàng cười nói, thuần thục lấy bình thuốc và uống tiêm ra. Cô y tá dịu dàng cười nói, thuần thục lấy bình thuốc và ống tiêm ra, chuẩn bị truyền nước thuốc cho cô. Cả người đều không thoải mái. Giọng điệu của cô buồn buồn, tâm trạng không tốt, cộng thêm vết thương ở tay, làm sao thoải mái được. Cô y tá sửng sốt một chút. Lực tiểu thư xin chờ một chút. Tôi lập tức gọi bác sĩ chữa trị cho cô tới đây. Có bất cứ chỗ nào không thoải mái, cô có thể nói với ông ấy. Chúng tôi nhất định sẽ chữa trị cho cô tốt nhất. Đây là đảng tiên sinh đã dặn dò. Lương chân chân bấp máy môi. Đảng tiên sinh. Hừ, tất cả đều do tên khốn đảng tiên sinh kia gây ra. Mới buổi sáng tinh mơ, đã bỏ lại mình, không biết chạy đi đâu. Đáng ghét hết sức. Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Cảm giác giống như bị uất ức cực lớn. Cảm giác lo sợ bất lực bao trùm lấy cô vào lúc này chỉ hơi đau đớn nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt xuống y tá sợ tới run tim giọng nói cũng run lên lượng tiểu thư đau lắm hả cô gái này có thân phận và bối cảnh cô không thể nào đắc tội nổi ngày hôm qua cô đã chứng kiến dáng vẻ nổi giận của đảng tiên sinh quá kinh khủng không nhắc tới nữa có thể được một người đàn ông khí phách như vậy che chở là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ cô đi ra ngoài đi tôi muốn ở một mình lưng chân chân không muốn trả lời câu hỏi kia của cô ấy ra lệnh đuổi khách một mình buồn bã nằm ở trên giường ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm nước thuốc chảy xuống từng giọt từng giọt mười phút sau cửa bị đẩy ra lần nữa chân chân rất tức giận không phải đã nói không được tới làm phiền tôi sao tôi muốn ở một mình người tới chẳng những không thức giận ngược lại rất vui mừng nay con em đã tỉnh lại sao nghe được giọng nói quen thuộc chân chân cắn môi không nói thêm gì nữa quay đầu không để ý tới anh. Đều do anh không tốt, làm hại mình lo được lo mất, tâm trạng bất ổn. Đằng cận tư thấy bộ dáng uất ức của cô, trong lòng như bị ai nhéo. Xài bước đi qua, đứng ở bên giường của cô, cầm cánh tay đang chuyển thuốc của cô. Sao vậy? Có phải rất đau hay không? Không liên quan tới anh. Trần Trần dùng sức, muốn tránh thoát tay của anh, lại bất đắc dĩ không khỏe bằng anh. Hơn nữa đang gắn tiêm, càng không thể thoát ra, cố ý lạnh giọng trả lời. Này con, anh biết em còn đang tức giận. Có điều em yên tâm, anh nhất định sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa cho em. Về sau, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Đằng cận tư bảo đảm nói. Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Trong lòng của Lương chân chân rất uất ức. Anh không thể hiểu ý của mình. Có lúc cô cảm thấy anh giống như một cao thủ tình trường. Có thể nói ra những lời nói xến xúa và những hành động khiến mình cảm động đến như vậy. Có lúc lại cảm thấy anh như đầu gỗ, làm gì cũng không thể thông suốt. Đặng cận tư không nói gì, chỉ nhìn cô một cái thật lâu, sau đó mở hộp cháo của mình, mới vừa ra ngoài mua về, vẫn còn bốc khói nóng nghi ngút, mùi gạo thơm ngon. Ngoan, ăn một miếng. Anh dùng cái muỗng, múc một miếng, đặt ở bên môi thổi, sau đó đưa tới khóe miệng của lương chân chân. Hai cánh tay của cô đều bị thương, trong thời gian ngắn, không thể sử dụng. Những việc dùng tay đều cần người khác thay thế. Lương chân chân nghiêng đầu đi Không để ý tới anh Người này nghe không hiểu tiếng người mà Tại sao còn chưa đi ra ngoài Đừng tưởng rằng một chút chuyện nhỏ Mà có thể thu mua cô Tay mình không thể nhúc nhích Còn không phải là nhờ anh ban tặng Đồ quỷ sứ đáng ghét Anh đã tỉnh lại từ sớm Thấy em đang ngủ say Nên đi ra ngoài mua bữa ăn sáng Ngoan đừng nóng giận Sau này anh đi ra ngoài nhất định sẽ nói cho em biết Hoặc là để lấy tờ giấy nhỏ cho em Có được hay không? Đằng cận tư dịu dàng dụ dỗ, dỗ nói. Lúc đầu anh cho rằng Nai còn tức giận là vì chuyện phóng viên bao vây ngày hôm qua. Nhưng sau đó nghe giọng điệu nói chuyện của cô không đúng lắm. Bằng sự quan sát và mức độ hiểu biết của anh đối với cô. liền đoán được nguyên nhân cô thực sự tức giận là do mình không nói với cô một tiếng đã bỏ đi. Anh có thể tưởng tượng được kỳ này con tỉnh dậy phát hiện mình cô ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ sẽ làm cho cô cảm thấy khổ sở mà không biết nương tựa vào ai nói theo cách khác có thể nay con đã bắt đầu lệ thuộc vào anh không thấy anh sẽ không yên lòng loại cảm giác này thật tốt làm cho anh vui mừng hơn bất cứ thứ gì từ lúc bắt đầu đi trên con đường tình yêu đến bây giờ bọn họ đã từ từ xâm nhập vào trái tim của đối phương có thói quen ở cùng với nhau đây là một di chứng rất đáng sợ những đôi nam nữ đang đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt dù biết cũng sẽ vui vẻ chịu đựng cái gì vậy Sao đột nhiên anh lại trở nên thông minh như vậy rồi? Nhìn thấy mặt nhỏ mọn của mình, trên mặt nóng lên, đỏ tới tận mang tay, mạnh miệng nói. Ai cần anh nói cho tôi biết? Tôi nói cho anh biết, một chút tôi cũng không thèm. Ừ, anh thèm em là được rồi. Ngoan, mở miệng. Trong con người đen như mực của đảng cận tư, hiện lên nụ cười ấm áp, cô gái nhỏ mạnh miệng. Cười cái gì mà cười, không được cười. Lưng chân chân xấu hổ la lên. Tên bại hoại này, cười tới xấu xa như vậy để làm gì? Cố tình, hai cánh tay đều bị quấn thạch cao rất chặt. Bằng không nhất định, cô sẽ đấm đến khi anh kêu lên. Được, không cười, chúng ta ăn cháo. Anh múc từng muỗng cho cô ăn, tâm trạng rất tốt. Lúc đầu lưng chân chân lúng túng, cũng từ từ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, tạo nên khung cảnh đầy ấm áp. Sau khi ăn cháo xong, y tá trưởng gõ cửa đi vào, hỏi tình huống của lưng chân chân, dùng thuốc sát trùng lên vết thương của cô, cũng dặn dò đằng cận tư buổi tối, lúc lòng gửi cho cô phải chú ý sức lực. Lúc thoa thuốc cũng phải cẩn thận, tránh để lại sẹo. Lúc này, Lương Chân Chân mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hai cánh tay của cô đều bị thương, trên người cũng có nhiều chỗ bị chảy ra. Thời tiết nóng như vậy không thể tắm. Cô có bao nhiêu xui xẻo đây? Còn đằng cận tư không phải suy nghĩ những thứ này. Anh rất tự trách. Tự trách mình không thể bảo vệ tốt cho nai con, làm cho cô bị thương nhiều như vậy. Cảnh tượng ngày hôm qua như tái hiện trước mắt anh lần nữa. Khiến cho anh đau lòng, hận không thể chặt đám phóng viên nhiều chuyện kia ra thành trăm mảnh. Điều này cũng vang lên một hồi chuông báo động với anh. Không thể khinh thường những phóng viên kia. Người ta nói, con chó nóng này sẽ cắn người. Đúng là, không sai. Khoảng 10 giờ, quan hạo Lê và Tiết Sai Ni cùng ba anh em nông dịch tiêu điều tới. Thật may là phòng bệnh rất rộng, bằng không với cơ thể của mấy người đàn ông bọn họ, chỉ sợ nhét không vào. Chân chân, bạn khỏe hơn chút nào chưa? Có đau không? Tiết say Ni đau lòng hỏi, cảnh tượng ngày hôm qua quá kinh khủng rồi. Trên tivi báo chí thường đưa tin sự cố thương vong do dẫm đạp. Trái tim của cô cũng sắp treo tới cổ họng rồi. May mắn vấn đề không nghiêm trọng lắm. Cảm ơn trời đất. Ừ, hôm nay khỏe hơn nhiều. Trần Trần không muốn làm cho bạn tốt lo lắng. Sau khi mình bị thương, đã khiến cho rất nhiều người không thoải mái. Nhất là cô dâu hợp hợp. Khẳng định trong lòng cô ấy càng đau lòng hơn bởi vì xảy ra ở trong hôn lễ của cô ấy. Tuy nói lúc ấy hôn lễ đã kết thúc, nhưng vẫn còn các khách mời cũng chưa rời đi hết. Chị dâu nhỏ, chị không có việc gì là tốt rồi. Tình hình ngày hôm qua đã dọa cho đại ca thê thảm. Nếu như anh ấy bị mắc bệnh, chắc chắn sẽ phát bệnh ngay tại đó. Hay, tìm có mấy người bọn em cũng nhảy thình thịch. Chờ lần này em trở về, phải chỉnh đốn lại cái đám danh con trong công ty mới được. Trăm ngàn lần, không thể giống như đám phóng viên ngày hôm qua. Điên khủng như uống thuốc kích thích. Mạc Đông Lăng biểu hiện nói. Nam Hoa Cẩn ôm hai tay nghiêng người, dựa vào bên cửa sổ, hử lạnh một tiếng. Đám người hôm qua, đâu chịu uống thuốc kích thích, hoàn toàn là một đám quỷ ăn thịt người, quá ngang ngược và ác độc. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế, còn kinh khủng hơn trong lời đồn gấp 10 lần. Tứ đệ, ông trộm giới truyền thông như cậu, nên trình đốn lại cho tốt. Nông dịch tiêu bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế lông. Nếu mấy người các cậu rảnh rỗi, thì đi xuống dưới sân thảo luận thoải mái, bệnh nhân cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Mấy người tranh cái ẩm mỹ, đau cả đâu. Quan hạo lê liếc nhìn mấy người bọn anh một cái. Đúng là mấy kẻ dở hơi, ngồi chung một chỗ thì líu xíu không ngừng. Lệ tử nói không sai, mấy người không có việc gì thì đi đi, nay con cần nghỉ ngơi. Đằng cận tư một lòng tiên vị cô dâu. Mạc đông lăng vội vàng ngồi xuống bên giường của lương chân chân, nháy mắt ra hiệu nói. Chị dâu nhỏ, trong khoảng thời gian này, chị hãy tận tình nuôi dịch anh của em, biến anh ấy trở thành một người hầu trung thành, còn chị xoay người làm chủ Ba người đàn ông trong phòng đều bất cười Còn đầu của đảng cận tư thì đầy vạch đen Trong mắt đen lạnh lùng Lướt nhìn cái đám không ngừng ẩm ý một cái Trong ánh mắt bắn ra hai chữ Nói nhiều Chị dâu nhỏ, chị xem Đại ca không vui, muốn dùng ánh mắt giết em Chị phải cứu em Mặc đông lăng xả vờ đáng thương Tại sao tôi phải cứu cậu Là cậu tự tìm Khóe môi của chân chân hơi vảnh lên Tức giận trừng mắt, liếc nhìn mặc đông lăng ngồi ở trên giường nói nhảm với cô. Rất có phong thái nữ vương. Lời này vừa nói ra, cả phòng đều cười. Không cần nói, đằng cận tư là người cười tới vui vẻ nhất. Không hổ là người phụ nữ của anh, rất mạnh mẽ. Chị dâu nhỏ, khí thế của chị càng ngày càng lớn. Chúng tôi không làm phiền thời gian chỉ ở với đại ca nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Nam Hoa Cẩn đi tới cửa, rồi trước mắt với cô. Còn người màu cánh dập dần, một mảnh ấm áp. Trần Trần, mình cảm thấy mặc tiểu tứ nói rất có lý, Nô dịch anh ta là việc nên làm, thừa cơ hội lần này, khảo nghiệm anh ta một chút. Xem anh ta có đáng giá để cậu giao phó cả đời hay không? Có phải là người đàn ông, cậu muốn sống chung cả đời hay không? Cố lên! Lúc gần đi, Tiết Giai ghé sát vào tai bạn tốt nói thầm, chọc cho cô thẹn thùng, để lại đám đàn ông trong phòng nhìn mặt nhau, có chút không hiểu. Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Đảng cật tư không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào hỏi tới, đuổi toàn bộ ra khỏi phòng bệnh thật là ồn ào muốn chết. Mạc Đông Lăng bị thương rất sâu sắc, trong lòng thật lạnh, một mình dẫn đầu đi ở phía trước, lúc quẹo đụng vào một cô gái. Hình như bộ dáng của cô ấy rất vội, bước chân vội vàng, không chú ý tới phía trước có người. Cô kêu lên một tiếng ngã nhào trên đất, giày cao gót bị chật. Tiểu thư, cô không sao chứ? Mạc Đông Lăng vội vàng đưa tay đỡ cô, đợi đến khi thấy rõ cô là ai thì nơi nào đó trong lòng mơ hồ đau một cái. Ngày sau đó biến mất làm cho anh không phân rõ rốt cuộc là chân thật hay là ảo giác mật mật cũng không ngờ gặp lại mạc đông lăng ở trong bệnh viện trong lòng hốt hoảng muốn hất tay anh đang đỡ mình ra lo lắng cất bước cơ thể không khống chế được nghiêng về phía trước cẩn thận mạc đông lăng tốt bụng nhắc nhở đưa tay đỡ lấy eo của cô để phòng ngừa cô ngã lần nữa hai người cứ mập mờ ôm nhau như vậy lúc bốn người phía sau đi tới thì đúng lúc nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày trầm tư Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Người mua tứ đệ ba năm trước, thật sự là cô gái người lai này. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Nông dịch tiêu và nam hoa cần, liếc mắt nhìn nhau một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Phải mau sớm điều tra rõ chuyện này. Nếu như là thật, tứ đệ có quyền biết rõ chân tướng. Hơn nữa có vẻ bối cảnh của cô gái này thật không đơn giản. Mật mật, mẹ là Thư Tử Nhiễm, em gái ruột của thị huyết ma vương Thư Yến Tả. Cha là Colin, một chi hệ quý tộc của Hoàng gia Anh Quốc thân phận tôn quý. Cô là con gái một, từ nhỏ đã nhận được muôn vàn cưng chiều. Thư Nhĩ Hách và Thư nhị Hoàng đều là anh họ của cô. Thư Cách Gia và Thư Tinh Sở đều là chị họ của cô. Khi còn bé, mẹ của cô đã định thân cho cô và Úy Học Nghiêu. Nhưng sau đó, Úy Học Nghiêu lựa chọn là một quân nhân. Nói cách khác, phải từ bỏ tình yêu giữa anh và cô. Buông tôi ra, mật mật đang rất vội. Con trai đang ở trong phòng bệnh chờ cô. Người làm mẹ như cô thật quá vô trách nhiệm mạc mạc sốt cao 39 độ cô mới phát hiện. Nó còn nhỏ như vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy lỗ mũi ê ẩm. Mạc Đông Lăng ngượng ngùng buông tay. Chân cô bị chặt rồi, cần giúp một tay không? Vừa đúng lúc tôi không có việc gì. Không, không cần. Mật mật vội vàng khoát tay từ chối. Cô tuyệt đối không thể để cho anh nhìn thấy mạc mạc. Tuyệt đối không thể cho anh biết giữa bọn họ còn có một đứa con trai. Nếu như anh quên cô rồi, cô thả rằng sống với con trai cả đời. Nói xong, cô liền hoàng hốt chạy đi, để lại Mạc Đông Lăng đang ngơ ngác. Từ hôm qua tới hôm nay, anh nhớ rất rõ ràng đây là lần thứ hai mình gặp cô gái này. Nhưng vì sao, trong lòng luôn có một cảm giác lạ lạ, giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nhớ ra đã gặp qua ở đâu. Nhị ca, tam ca, tại sao tôi cảm thấy trong lòng mình rất trống trải? Chờ sau khi bóng dáng của mật mật hoàn toàn biến mất, anh mới xoay người nhìn về phía bọn nông dịch tiêu, không nhìn được tự lầm bẩm, vẻ mặt không còn năng hái như lúc nãy nữa giữa hai hàng lông mày như nhiễm một tầng cô đơn. Quan Hạo Lê nhíu mày trầm tư, nếu như năm đó, người mua mạc tiểu tứ thật sự là mật mật, điều này cũng có thể giải thích tại sao Nhĩ Hách không tìm được chỗ ẩn thân của cậu ta rồi, bởi vì thường thường, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Anh ta khẳng định, không ngờ mạc mạc ở ngay dưới mí mắt của anh ta. Xem ra, bọn họ cần phải tìm thư đại ca, hàn huyên chuyện này. Tứ đệ, đi về trước đi, nếu có duyên hai người sẽ gặp lại. Nông dịch tiêu vỗ bờ vai của anh Cũng không biết nên nói cái gì cho phải Mấu chốt không phải là gặp nhau Tôi cảm thấy mình có cảm giác với cô ấy Có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời Hơn nữa Chỗ này của tôi sẽ đau Mạc Đông Lâm nắm tay thành quyền Chậm rãi đi tới vị trí con tim Trong khoảng thời gian ngắn Mọi người đều không nói chuyện Vẫn còn đang suy nghĩ Lúc trở về vẫn là hai chiếc xe Quan Hạo Lê và Tiết Sai Ni đi chung một chiếc Ba người bọn nông dịch tiêu đi chung một chiếc có điều tài xế từ mặt đông lăng đổi thành nông dịch tiêu. Nam Hoa Cần ngồi trên ghế cạnh tài xế, vẻ mặt rất rối rắm Rốt cuộc, có nên nói chuyện tứ đệ mất tích hơn nửa năm nay cho cậu ấy biết hay không đây? Trong lòng rất là nghi hoặc, tại sao lúc tìm được cậu ấy thì đầu của cậu ấy lại bị thương? Hơn nữa, ngài nói lúc ấy hiện trường rất hỗn loạn, cũng chỉ tình cờ mới tìm được cậu ấy. Một loạt vấn đề quấy nhũ anh, không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vốn bọn họ đều nghĩ, nếu tứ đệ đã bình yên vô sự, cho nên lựa chọn bất trí nhớ nhất định là bởi vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian thống khổ đã trải qua nên bỏ đi suy nghĩ muốn giúp cậu ấy tìm lại trí nhớ nhưng không ngờ lại gặp được mật mật trên đời này làm gì có ai giống tứ đệ như đúc được tình cảm của cô ấy đối với nó không phải là giả lúc đầu nhìn thấy nó mừng rỡ càng về sau càng mất mát bọn họ cũng đều thấy rất rõ ràng nhị ca rốt cuộc có nên nói hay không anh dùng khẩu hình hỏi trước hết cứ giấu nếu lỡ kích thích nói thì sao Nồng dịch tiêu có suy tính riêng của anh. Bọn họ không ai biết rốt cuộc thời gian tứ đệ biến mất hơn nửa năm. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tuyệt đối không thể kích thích cậu ta. Vẫn phải suy nghĩ rõ ràng. Được, tôi hiểu. Nam Hoa cần gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối lập với không khí yên lặng của ba người bọn họ. Quan Hạo Lê và Tiết Sai Ni trò chuyện hăng say ở trên xe. Em cảm thấy mặc tiểu tư rất giống như nam chính trong phim truyền hình. Những chuyện đã trải qua thật sự rất thần kỳ. Ba năm trước bị bán đấu giá ở Las Vegas, từ đó không rõ sống chết, cả anh phát động nhiều thế lực đi tìm kiếm, kết quả thì không thu hoạch được gì. Hơn nửa năm mới có tin tức, sau khi trở về thì đầu bị thương không rõ nguyên nhân, lựa chọn mất đi một đoạn trí nhớ. Ba năm trôi qua, đột nhiên xuất hiện, một cô gái yêu cậu ta. Nhưng cậu ta thì ngược lại, không nhớ rõ người ta. Tiết giành đi phân tích đâu vào đấy. Nói chung thì chuyện là vậy, là anh đã kiểm tra cho cậu ta. Cơ thể không có gì đáng ngại, nhưng cũng không phải giải đáp được nghi ngờ muôn vật có nhân tất có quả có điều không biết đối với mạc tiểu tứ mà nói là tốt hay là xấu đây quan hạo lê thở dài vậy bây giờ chúng ta phải làm sao chuyến đi đến hồng kông này thật đúng là khó quên quan hạo lê cầm tay của cô nini chúng ta kết hôn đi tiết sai ni ngây ngốc nhìn về phía anh cô mới vừa nói cái gì sao sao lại chuyển sang cái đề tài này hơn nữa có ai cầu hôn như anh sao vừa lái xe vừa trò chuyện về vấn đề của người khác rồi đột nhiên quăng ra một câu anh bị gì vậy lọ lái xe đi sắc mặt cô lúng túng nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tự nhiên nini nì nì, anh nghiêm túc vẻ mặt của quan hạo lê cực kỳ nghiêm túc được rồi mới vừa rồi chúng ta còn đang nói chuyện của mạc tiểu tứ suy nghĩ của anh xoay chuyển quá nhanh em không theo kịp tiết giai ni cười ha hả tránh vấn đề này kết hôn là chuyện cả đời mặc dù cô thương anh anh cũng yêu cô nhưng lời anh vừa mới nói là do nhất thời xúc động tuyệt đối không phải đã suy nghĩ kỹ càng, trường hợp cũng không đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không chiếm được. Cô không phải là loại phụ nữ quan trọng vật chất và lãng mạn, bạn trai nhất định phải cầm hoa quỷ xuống cầu hôn hay tạo ra một khung cảnh lãng mạn, nhưng ít nhất phải tạo bộ không khí chứ. Có lúc chỉ cần vài câu nói đơn giản thì đã có thể làm người khác cảm động rơi nước mắt, quan trọng hơn hình thức nhiều. Trong lòng quan hạo Lê khẳng định, Nini xem lời nói của mình là câu nói đùa. Thật ra thì trước khi đến Hồng Kông, anh đã suy nghĩ kỹ, nhưng vẫn khổ nỗi không tìm được cơ hội thích hợp, không biết nên mở miệng như thế nào. Anh biết rất nhiều cách lãng mạn, nhưng không tìm được cách nào phù hợp với bọn họ. Mới vừa rồi, không biết chỗ nào trong lòng anh dâng lên sức mạnh, nói ra lời trong lòng. Nì, nì mới vừa rồi không phải là anh nhất thời xúc động. Ai cũng biết kết hôn không phải là trò đùa. Anh cũng không muốn lấy chuyện cả đời của hai chúng ta ra đùa sỡn. Anh đã suy nghĩ thật lâu, chỉ chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Em có thể không trả lời anh ngay bây giờ, vẫn còn rất nhiều thời gian, anh nguyện ý chờ em. Giọng nói của anh rõ ràng mà chân thành, giống như một ly rượu cam ngon ngọt, chậm rãi, chảy vào trái tim của Tiết Giai Ni, ngọt ngào mà tốt đẹp. Cô không nói gì, mỉ môi cúi đầu suy nghĩ, gả cho anh, thật sự muốn gả cho anh sao? Bên trong phòng bệnh ở bệnh viện, Lương chân chân nằm ở trên giường xem TV, thật nhàm chán. Cô thật muốn ra ngoài đi dạo. Từ buổi sáng đến tối, cô đã tiễn bước từng tốp từng tốp người tới thăm cô, có một số là cô quen biết Một số cô chỉ từng gặp mặt Ngay cả tên cũng không biết Cảm động nhất là về hợp hợp Không giống như những phụ nữ mới kết hôn khác Lồi kéo cô nói rất nhiều Còn mua cho cô một đống đồ ăn ngon Đáng tiếc cô không thể ăn Chị nai con Nhất định chị phải nghỉ ngơi thật tốt Nếu không trong lòng em sẽ thấy rất khó chịu Quý hợp hợp cong cái miệng nhỏ nhắn nói Trời ơi chị có sao đâu Chị bị một chút vết thương ngoài da Cộng thêm hai tay không thể cử động mà thôi Dù sao, cũng có bảo mẫu hầu hạ miễn phí. Trần chân, chân nở nụ cười rực rỡ. Anh Hoàng, anh có nghe hay không? Sau này anh cũng phải làm bảo mẫu riêng miễn phí cho em. Chuyện gì cũng phải nghe lời của em. Hợp hợp rất vui vẻ, hất cảm kiêu ngạo. Thừa nhị Hoàng quăng một cái ánh mắt, rất lợi hại cho lên đẳng cận tư. Đều do anh, làm bảo mẫu còn kéo theo tôi, đúng là hãm hại mà. Đẳng cận tư liếc anh một cái, nhất định phải kéo theo anh. Ai bảo chúng ta là anh em? cho nên đợi sau khi hai người bọn họ rời đi anh liền bắt đầu đút cho lưng chân chân ăn cơm ngọt trái cây cho cô đời này đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác có tránh khỏi có chút không quen cho nên bên trong phòng thường chuyển ra đối thoại như vậy muỗng lớn quá miệng người ta nhét không vào đáng ghét cầm rớt xuống quần áo của tôi rồi không thể uống canh như vậy sẽ chảy ra đến lúc ăn trái cây đang cận tư chọn quả nhỏ bởi vì nó tròn vo cho nên mỗi lúc ăn sẽ đụng tới tay của đằng cận tư tương đương với việc hôn ngón tay anh vì vậy tư thế ăn quả nho rất mập mờ ánh mắt anh nhìn thẳng cô đôi môi đang mút lấy ngón tay làm cho người khác mộng tưởng không ăn nho nữa tôi muốn ăn dưa cáp mật chân chân nộ liễu nỗ chủy tiền bại hoại này anh tuyệt đối là cố ý được đằng cận tư đồng ý rất dứt khoát cầm dao gọt trái cây cắt một miếng nhỏ đút cô ăn kết quả chất lỏng từ dưa cáp mật chảy theo khóe miệng cô ra ngoài có khuynh hướng rơi xuống anh rất nhẹ nhàng quả quyết lại gần dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch sẽ còn người của lương chân chân nhìn chằm chằm anh không nháy mắt cảm giác tê dại vừa rồi còn dừng lại ở bên khóe môi không nhịn được động tác xinh đẹp mà quyến rũ làm cho đằng cận tư nuốt một ngụm nước bọt không trần chờ nữa mà hôn cô tiếng kinh hồ của cô đều bị anh nuốt vào trong bụng đôi tay cẩn thận vòng qua cánh tay bị thương của cô một tay nâng cái ót của cô, một tay nâng phía sau lưng của cô, hôn dịu dàng mà tỉ mỉ, giống như đang nâng niu bảo bối quý giá của mình, xây dưa triển miên. Trong lòng của chân chân hơi run dậy, trên môi chuyển tới cảm giác ấm áp, khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái. Thử đáp lại anh, lúc nãy hai người vừa mới ăn trái cây, trong miệng mang theo tư vị ngọt ngào, thấm vào lòng người. Đằng cận tư vô cùng vui vẻ, vì nay con đáp lại mình. Bây giờ cô đặc biệt ngoan, đôi môi mềm mại hồng hồng mở ra, khiến cho anh cảm thấy kiêu ngạo vì mình đã chinh phục được cô, được an ủi vì cô đã chấp nhận mà. Đàn ông mà đều có dục vọng chinh phục đối với người phụ nữ mình yêu. Đồng thời cũng mong đợi được người yêu thỏa mãn. Hồn như vậy làm cho cả người anh đều cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Cái lưỡi trơn trơn linh hoạt cậy hàm răng của cô ra, dịu dàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Lúc mút phát hiện đầu lưỡi chuyển tới cảm giác hơi đau đớn. Này con cắn anh. Sau khi cắn anh, cô liền bắt trước cuốn lấy cái lưỡi của anh, giống như hương vị kẹo ngọt làm anh không muốn buông ra. Trong nháy mắt, tim của anh đều muốn hòa tan. Nếu không phải cố kỵ, bây giờ cô đang bị thương. Anh thật muốn nhét cô vào trong ngực cưng chiều thật tốt. Anh thích cô nghịch ngợm, thích cô chơi đùa, thích cô đáp lại. Cánh tay từ từ buộc chặt, ôm cô càng chặt hơn, vui vẻ dùng sức cặp đầu lưỡi của cô. Cắn, mút, chiếm đoạt hô hấp của cô, cho đến khi cô thở không nổi, lòng ngực phập phồng kịch liệt. Nơi cổ họng bật ra tiếng ngâm khẽ, mới buông lòng cô ra vừa định rời đi môi của cô cô chợt trả thù cắn ở trên môi anh một cái trong tròng mắt đen trong suốt hiện lên vẻ rào hoạt vì đã thực hiện được dí dỏm đáng yêu Ngài con học xấu anh cong môi cười nhẹ trong tròng mắt đen như mực lóe ra dạ ánh sáng chỉ cho phép đàn ông hư chỉ cho phép đàn ông kinh rẻ phụ nữ thôi sao anh cắn tôi nhiều lần như vậy tôi chỉ cắn anh một cái anh không có lỗ chân chân quệt miệng thở phi phò nói dĩ nhiên cho phép lúc nào cũng hoàn ngành bà xã cắn chỗ này Đằng Cẩn Tư chỉ cánh môi của mình, nở nụ cười nhịu nhạo. Trần Trần đỏ mặt. Anh gọi mình là bà xã. Rõ ràng cô còn chưa đồng ý cả cho anh mà. Cái tên xấu xa này, chỉ thích tự chủ trương, đáng ghét. Tôi khát nước, muốn uống nước. Trần Trần chỉ ly nước trên bàn, cố ý nói sang chuyện khác. Đằng Cẩn Tư đứng dậy bưng ly nước qua. Bên môi nở một nụ cười xấu xa. Trực tiếp uống vào miệng. Thấy Trần Trần trợn mắt há mồm. Anh không nghe thấy mình nói muốn uống nước sao? Trong lòng lưng chân chân đang mắng anh Kết quả miệng bị chặn lại Anh, anh vậy mà dùng miệng bón cô uống nước Chỉ khoảng một phút Đằng cận tư buông môi của cô ra Giọng nói khàn khàn hấp dẫn Uống ngon không? Không ngon Chân chân tức giận trợn trừng mắt nhìn anh Tôi mệt rồi, muốn ngủ Vừa nói vừa làm bộ như rất buồn ngủ Cánh tay không thể nhúc nhích thật khó chịu Thật chán Ăn cơm đi vệ sinh đều cần người khác giúp một tay Tuy nói hai người đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi anh cởi quần giúp mình đi vệ sinh. Vấn đề quan trọng hơn đã tới, trước khi ngủ phải rửa mặt, bác sĩ dặn dò, hai ngày nay không thể tắm, chỉ có thể lau cơ thể. Sau khi lau xong còn phải sức thuốc, vừa suy nghĩ đã cảm thấy thật xấu hổ. Ừ, anh đi lấy nước. Đằng cận tư để chăn xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm, bưng một chậu nước nóng tới đây. Giúp này con cởi áo ngủ ra, thì cô kháng nghị. Chờ một chút, tôi có một điều kiện anh phải đồng ý với tôi, nếu không tôi không lau. Điều kiện gì? Lúc đầu mình, anh phải nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ ý xấu nào. Càng không cho phép nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi. Trần Trần bĩu môi bảo vệ quyền lợi của mình. Mặc dù lát nữa trần trội ở trước mặt anh, có một số chuyện phải nói trước, để tránh đến lúc đó lại bị anh ăn sạch sành xanh. Bà xã, anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa chỉ thích một mình em. Nếu như mà em không có một chút ý xấu nào với cơ thể của em, Vậy chẳng phải anh là Liễu Hạo Huệ rồi sao? Thật sự là làm khó anh. Vẻ mặt của đằng cận tư khoa trường nói. Lương chân chân nóng nảy. Anh, vậy tôi không lau, anh bưng nước đi đi. Ngoan, không lau mình sao được. Bác sĩ nói nhất định phải thoa thuốc, nếu không thì vết thương trên người sẽ không lành. Anh ăn hiếp tôi, biết chắc anh sẽ ăn hiếp tôi mà. Tôi bị như vậy đều là do anh gián tiếp làm hại, khốn kiếp. Chân chân mím miệng khóc oa một tiếng. Âm thanh chấn thiên động địa, khiến cho đằng cận tư cũng không biết làm sao, dịu dàng dụ dỗ nói. Ngoan, đừng khóc, lúc nào thì anh nói muốn ăn hiếp em. Mới vừa rồi rõ ràng anh nói, xỉnh ra ý xấu với cơ thể tôi, còn nói tôi làm khó anh. Hai mắt lường chân chân đẫm nước mắt kể tội. Nói không có nghĩa là anh sẽ làm mà. Ý xấu có thể không chế được. Được rồi, khóc như con mèo. Nghe lời, cởi quần áo, anh bảo đảm sẽ không ép buộc em làm việc em không thích. Đằng cận tư dịu dàng dụ dỗ nói. Có thật không? Trần Trần hoài nghi nhìn anh, thấy sự chân thành trong mắt anh nên đồng ý. Trong quá trình lau, đặng cận tư vẫn cố gắng khắc chế tay của mình. Thật may là cách một lớp khăn lông. Bằng không, anh thật sự sẽ hoài nghi năng lực khống chế của mình mạnh mẽ như thế nào. Thứ khảo nghiệm ý chí của anh nhất là thân dưới. Đám lông rậm rạp màu đen làm cảm xúc của anh dâng trào. Tay không tự giác được run lẩy bẩy. Máu trong cơ thể đang sôi lên, kích thích thú tính núp sâu trong lòng. Vậy mà, khảo nghiệm chỉ mới chính thức bắt đầu. Lau xong cơ thể thì phải thoa thuốc, từ cổ đến mắt cá chân, cơ hồ đều có vết thương. Anh cần dùng đầu ngón tay để bôi thuốc, sau đó chậm rãi, thoa lên vết thương. Sau hàng loạt động tác này, tay của anh đã hoàn toàn, không nghe theo sự điều khiển nữa. Lương chân chân cũng không chịu nổi, ngón tay của anh như lửa đốt ra thịt của mình, để lại những ngọn lửa nhỏ, khiến cho cô miệng đắng lưỡi khô, trong lòng không khỏi oán hận mình. Anh giữ lời không có ăn hiếp mình, nhưng ngược lại mình không nhịn được, trong lòng đã bốc lửa. Thì ra không phải chỉ đàn ông mới có nhu cầu ở phiên diện này, phụ nữ cũng giống vậy. Có điều từ xưa đến nay, phụ nữ đều rụt xe hơn đàn ông, không có can đảm, nói ra những lời xấu hổ. Được, rõ ràng giọng nói của cô hơi run rẩy thậm chí mang theo chút than nhẹ, mềm mại, đáng yêu. Đằng cận tư nghe vào trong tai, giống như là chất xúc tác, trêu chọc ý muốn mà anh vất vả đè nén xuống. Nhưng anh biết mấy ngày nay, tình huống cơ thể của nai con không cho phép, thấy người cô đầy vết thương trong lòng càng thêm tự trách hận không thể tìm hết thuốc tốt nhất trên thế giới chỉ mong cô hồi phục ừ em nghỉ ngơi sớm đi anh để thuốc xuống giúp người trên giường buộc lại nút áo đắp chăn lên cúi người khẽ hôn ở trán cô bảo bối ngủ ngon nói xong những lời này anh liền vào phòng tắm tắm nước lạnh dập tắt dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể mình sau này bọn họ còn rất nhiều cơ hội mà mấy ngày nay anh muốn để cho nai con nghỉ ngơi thật tốt nghe trong phòng tắm chuyển tới tiếng nước chảy ao ao trong lòng lương chân chân cảm thấy ngọt ngào co chăn lại nhắm mắt què môi nhích lên một nụ cười hạnh phúc ngày hôm sau sau khi làm kiểm tra tiêm thuốc xong lương chân chân thật sự không chịu được nữa quân quyết lấy đằng cận tư muốn đi ra ngoài dạo hít thở không khí mát mẻ bên người ngày nào cũng có thể thật muốn nghẹn chết người Ừ, vậy chúng ta đi xuống dưới vườn hoa dạo một chút đằng cận tư ôm eo của cô đi ra ngoài được, bệnh viện thật chán, không có gì chơi. Nơi này cũng được xem là một trong những bệnh viện tốt nhất Hồng Kông. Cảnh sát trong vườn hoa, làm say lòng người. Chìm hót hoa thơm, khắp nơi bộc lộ ra sức sống mạnh mẽ. Đi tới đâu cũng có thể tùy ý thấy được hoa tử kinh, đang nở rực rỡ, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu rực rỡ. A tư, bác sĩ nói khi nào thì em có thể xuất viện vậy, tay sẽ không bị tật gì chứ? Trần Trần lo lắng hỏi. Yên tâm, tuyệt đối không, cho dù ở đây chị không được chúng ta có thể đến những chỗ khác, thậm chí là nước ngoài, nhất định sẽ khôi phục giống như trước kia. Đằng cận tư xoay người của cô lại, trong mắt đen nhìn thẳng mắt của cô, giọng nói nghiêm túc trước nay chưa từng có. Anh cũng từng suy xét qua cái vấn đề này, điều anh nói đều là suy nghĩ trong lòng anh. Em tin tưởng anh, chân chân mím môi, bộ dạng khéo léo nghe lời. Đằng cận tư nhìn đến tâm hồn nhộn nhạo, ngón tay khẽ xoa gương mặt cô, thuận tay vén một sợi tóc lên mái tóc cô. Nhớ nhà sao? Ừ, nhưng hiện tại em không dám về nhà. Mẹ Diệp sẽ lo lắng cho em. Cơ thể mẹ không được khỏe. Em không muốn làm cho mẹ lo. Đây là lời trong lòng của Lương Trân Trân. Bà xã, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Cửa biệt thự Lan Đình Uyển luôn mở rộng vì em. Ai là bà xã của anh? Người ta còn chưa đồng ý cả cho anh đấy. Trần Trân cúi đầu, mắc cỡ đỏ bừng mặt, giọng nói nhỏ như rủi mũi. Hôm nay người này bị chúng ta sao? Động một chút là gọi bà xã bà xã, càng ngày càng thuận miệng. Không gả cho anh, em còn muốn gả cho ai? Ai có gan hùm mật gấu vậy? Đằng cận tư cười đến tự đắc. Anh đã công bố khắp thế giới, nay con là bà xã của anh. Có ai dám tranh giành với anh sao? Chỉ sợ không tìm ra người to gan lớn mật như vậy. Tự kỷ cuồng. Chân chân không để ý tới anh, mà chỉ chú ý đi về phía trước. Chợt phía trước có một bé trai hai tuổi chạy tới. Vừa đúng đụng vào người cô. Khổ nỗi cô không có cách nào đỡ lấy bé. Nên để cho đằng cận tư ở bên cạnh làm hộ. Cậu bạn nhỏ, em không sao chứ? Sao một mình chạy khắp nơi vậy? Ngộ nhớ ba mẹ của em không tìm được em thì làm sao đây? Các câu hỏi liên tiếp của cô khiến cậu bạn nhỏ hơi kinh ngạc. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu nhìn về phía cô. Không đâu, mẹ nói rồi. Mặc kệ mặc mặc ở đâu, mẹ cũng có thể tìm được. Bé trai non nớt nói, bộ dáng vô cùng dễ thương. Không biết vì sao, Trần Trần thích cậu bé trai đáng yêu này. Mặc mặc thật biết nghe lời. Gì à, tay của gì bị gì vậy? có phải cũng giống mẹ mạc mạc, ham chơi cho nên bị ngã hay không? Trong đôi mắt đen như bảo thạch của bé trai, đầu nghi vấn. Đúng vậy, dì không cẩn thận ngã xuống cho nên bị thương rất nghiêm trọng. Mạc mạc không thể giống như gì nha. Chân chân bắt đầu dâng lên tình thương của mẹ. Ngay cả đằng cỡ tư đứng bên cạnh cô cũng nghĩ như vậy, nghĩ thầm. Nhất định này con cũng đang nghĩ tới con. Nếu như nó còn sống trên cõi đời này, chắc cũng đã lớn như vậy. Dạ, Mạc Mạc đã đồng ý với mẹ sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không được chọc mẹ không vui, phải là một người đàn ông kiên cường, sau này lớn lên bảo vệ mẹ. Giọng nói non nớt nhỏ nhẹ của cậu bé đáng yêu khác thường, để lại ấn tượng rất sâu sắc với người khác. Chân chân dùng mình, nghe giọng điệu nói chuyện của đứa trẻ này, hóa ra là xuất thân từ gia đình đơn thân. Không trách được nhỏ như vậy đã hiểu chuyện, nhất định mẹ của bé rất vất vả, một thân một mình nuôi dưỡng nó lớn lên. Hay, trên đời nhiều đàn ông bạc tình như vậy sao? Mạc mạc, tiểu tổ tông của tôi ơi, con chạy đi đâu rồi? Đột nhiên, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đi tới. Rõ ràng sau khi nhìn thấy bé trai thì thở phào nhẹ nhõm. Bà ơi, con không có chạy loạn, con nói chuyện với gì xinh đẹp này. Mạc mạc chạy tới ôm cổ bà nó, ngón tay út chỉ về phía lương chân chân. Thư tử nhiễm nhìn đôi nam nữ trước mắt, người đàn ông, anh Tuấn khôi ngô, cô gái dịu dàng xinh đẹp, có điều hai cánh tay cuốn băng không hợp với tổng thể. À, vậy mặc mặc nói tạm biệt với chú và gì nào chúng ta phải về nhà rồi bà cười ha hả hôn một cái lên gò má phúng phính của cháu ngoại tạm biệt chú và gì mặc mặc quơ quơ cánh tay nhỏ bé béo ú Cười tới vô cùng dễ thương ừ tạm biệt chân chân mỉm cười thân mật với bé chợt nơi nào đó trong lòng trở nên mềm mại đúng như suy đoán của đảng cận tư quả thật cô đang nhớ tới đứa con trai đã mất khi còn chưa thành hình trong bụng mình nếu như không có chuyện ngoài ý muốn Nói không chừng, nó cũng giống như mạc mạc, đáng yêu như vậy, làm người ta yêu thích như vậy. Đợi sau khi bọn họ đi xa, lừng chân chân vẫn chưa lấy lại tinh thần, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, chậm rãi chảy dọc, theo gương mặt xuống khóe miệng, mặn chát, giống như lòng của cô lúc này. Này con, đừng khóc, sau này chúng ta sẽ có rất rất nhiều con. Đằng cận tư hơi lo lắng nhìn về phía cô. Nếu như anh dự đoán không sai, nhất định đứa bé trai vừa rồi đã gợi lên nỗi yêu thương của cô chân chân cắn môi, nửa thẹn thùng nửa tức giận, trừng mắt liếc anh một cái. Ra mặt dày, sau này ai có rất nhiều con với anh chứ? Đằng cận tư đưa tay so vệt nước mắt trên mặt cô, môi mỏng khẽ mở. Ngoan, anh sẽ cố gắng. Đáng ghét, anh nói cái gì? Trần Trần xấu hổ muốn đánh anh, nhưng cổ nỗi hai tay không có cách nào. Trong lòng suy nghĩ, chờ sau khi tay khỏe lại thì sẽ báo thù. Này con, anh nói thật. Trong tròng mắt đen của đằng cận tư lộ ra sự nghiêm túc. Gần tối mặt trời lặn xuống, chân trời nhiễm một mảng đỏ lớn, giống như đóa hoa hồng trên tờ giấy trắng, xinh đẹp động lòng người. Tà tà dọi xuống, tôn lên vườn cây xanh lá. Trên mặt đất hiện lên hai bóng dáng loang lổ. Hai người cứ đứng đấy đối mặt nhau như vậy. Dường như cả người đều bao phủ lên một bóng sáng màu đỏ nhạt, suy mỹ mà lãng mạn. Còn rất xa. Chân chân nhìn về phía khác, nhìn dân núi thật cao. Còn có con đường nhỏ uốn lượn bằng đá cuội. Hoàn cảnh xung quanh rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài con chim hót líu lo cùng với tiếng nói chuyện nhỏ của những người đi đường với nhau. Đặng Cận Tư cũng không dây dưa vấn đề này nhiều. Có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không nhất định phải nắm bắt rõ ràng. Đi thôi, ban đêm gió lạnh, chúng ta trở về phòng đi. Anh không thể nắm tay của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm eo của cô. Chân chân đang nhìn chân trời chiều tới mất hồn. Nghe được giọng anh nói, chợt nhẹ giọng mở miệng. Em vẫn rất muốn hỏi, tại sao anh lại yêu em? em thấy em không phải là cô gái xinh đẹp tuyệt trần cũng không phải là cô gái dịu dàng như nước lần đầu chúng ta gặp mặt lại là lần loại phương thức đó em thật sự không hiểu tại sao anh lại nhận định em anh quay đầu nhìn cô đầy dịu dàng trên đời này có hàng ngàn loại phụ nữ trong sáng xinh đẹp đáng yêu quyến rũ hoạt bát thẳng thắn anh đều không có hứng thú có lúc anh thậm chí cho rằng mình sẽ không có cảm giác với bất cứ ai cuộc đời này cứ trôi qua như vậy nhưng em đã xuất hiện không vì sao cả, ngay cả chính anh cũng không hiểu tại sao lúc ấy phải giữ em lại. Đây là câu hỏi có trả lời nhất ở trên đời. Có lẽ, ngày đó đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tập hợp một chỗ. Sớm hơn một chút, hoặc là trễ hơn một chút, kết quả đều sẽ không giống nhau. Có thể anh không có cảm giác với em, hoặc là nhẫn tâm đuổi em đi. Nhưng kỳ lạ là, sớm không gặp, muộn không gặp. Cố tình lúc ấy anh cảm thấy hứng thú với em. Vì vậy, tất cả đều thuận nước đầy thuyền. Từ từ anh phát hiện mình yêu em, càng muốn giữ lấy em cũng càng ngày càng mạnh, tình yêu cũng nhờ duyên phận, nắm được sẽ không buông tay. Cô mở mịt nửa ngày không nói ra lời, anh cũng luống cuống. Anh nói rất tối nghĩa khó hiểu sao? Cô lắc, giọng nói hơi nghẹn ngào. Không có, em chỉ không ngờ mà thôi. Không ngờ anh sẽ nói ra lời trong lòng dài như vậy, từng câu từng chữ đều tiến vào đáy lòng của em, trọn đời không quên, nếu như chúng ta gặp nhau là ý trời. Em thật lòng cảm ơn ông trời. Cảm ơn ông trời giúp em vào lúc khó khăn nhất. Được gặp anh là anh. Phía trước gặp một đôi vợ chồng già đang đi tới. Chậm rãi đi dạo ở trong ánh nắng chiều. Cái bóng nắm tay nhau của bọn họ thật dài. Thời gian trôi qua như lắng động. Ấm áp mà lãng mạn. Tựa như lời trong một bài hát. Chuyện lãng mạn nhất trên đời mà em nghĩ đến. Chính là từ từ già đi cùng với anh. Hai tay anh nâng mặt của cô. Xem như bảo bối trong lòng. Nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Như vậy tin tưởng anh được không? Ừ. Một cô chậm rãi nở một nụ cười ấm áp. Hai người sóng vai đi về phòng bệnh. Sau khi ăn cơm tối xong, Nhĩ Hách và Quan Hạo Lê Tiết say Ni tới. Hai người đàn ông đến tìm đằng cận tư nói chuyện về mặt đông lăng. Tiết say Ni phụ trách trò chuyện với Lương chân chân Nhưng cô hoàn toàn không biết. Nghe thấy ba người bọn họ nói chuyện rất là buồn bực, không hiểu nhìn về phía bạn tốt. Tiểu lăng tử bị sao vậy? Sao nông dịch tiêu và nam hoa cần không tới? Bạn nghe nói qua chuyện Mạc Tiểu Tứ biến mất hơn nửa năm chưa? Ừ, chân chân gật đầu một cái. Chuyện này cũng qua ba năm rồi. Sao đột nhiên nhắc lại? Chẳng lẽ hơn nửa năm cậu ta biến mất, đã hóa thân trở thành một ác ma sao? Làm chuyện xấu gì không đúng hay sao? Ngày hôm trước ở trong hôn lễ của Hợp Hợp, em họ của Thư Nhĩ Hoàng mật mật nhận ra Mạc Tiểu Tứ. Dường như có tình cảm rất sâu đậm với cậu ta. Nhưng Mạc Tiểu Tứ không biết cô ấy, cho nên con gái người ta rất mất mát. Hôm qua gặp lại ở bệnh viện lần nữa, tình huống rất kỳ lạ, cho nên mấy ngày nay tất cả mọi người đều đang suy nghĩ con nên nói chuyện với Mạc Tiểu Tứ mất trí nhớ cho cậu ấy biết hay không." Tiết Ni nói liên tục. "Cái gì? Sao một chút mình cũng không biết." Trần Trần hoàn toàn giật mình. "Bạn bị thương, dĩ nhiên không biết những chuyện này. Tại sao mình cảm thấy Tiểu Lăng Tử thật đáng thương, mặc kệ hơn nửa năm cậu ấy biến mất đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng có quyền biết rõ mọi chuyện, những người khác không thể tùy tiện quyết định thay cậu ấy được." Trần Trần nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, không thấy mấy người bọn họ đang thương lượng sao? Tiết Giai Ni cũng thở dài, trong lòng cô âm thầm quyết định, muốn tả chuyện xưa của Mạc Tiểu Tứ thành một cuốn tiểu thuyết, bảo đảm rất dễ bán, trong lòng gất ngây. Bên này hai người lặng lẽ trò chuyện, trong phòng khách bên kia, ba người họ cũng đang thương lượng bước kế tiếp nên làm như thế nào. Thử đại ca, nếu như tứ đại biến mất hơn nửa năm nay, đều ở cùng một chỗ với em họ anh mật mật như vậy cũng có thể giải thích tại sao chúng ta không tìm được cậu ta. Đằng cận tứ ngồi trên ghế sa lông nói. Quả thật như thế, anh tìm rất nhiều nơi, còn bảo cách cách để ý dùm anh. Nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có tin tức xác thực. Phải nói quan hệ của cách cách và mật mật rất tốt. Ngay cả chuyện mà em ấy không biết, chúng ta càng không thể biết được. Có lẽ lúc ấy anh đã xem nhẹ cảm xúc của em ấy. Hay, thử nhĩ hách thờ dài. Cứ như vậy xem ra, chuyện của hai người bọn họ nắm chắc tám chín phần rồi. Mật mật đúng là cô gái quyết đoán. Mua mặc tiểu tứ ở buổi đấu giá tại Las Vegas. Cô nam quả nữ chung sống hơn nửa năm. Nhất định tình cảm rất sâu sắc. Nếu không cô ấy cũng sẽ không đau lòng như vậy. Quan hạo lấy phân tích nói. Đằng cận tư bưng ly nước trên bàn lên, khẽ uống một hớp. Chuyện này phải nói cho tứ đệ. Nó có quyền biết chuyện mình bị mất trí nhớ. Còn có quyền được biết mình đã từng yêu. Trước kia gạt nó là do lo lắng nó trải qua chuyện đau khổ. Sau khi biết sẽ tạo thành bóng ma trong lòng hiện tại đã rõ ràng mọi chuyện, không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Yên lặng một hồi, đột nhiên nhị hách nói. Các cậu biết không, mật mật có một đứa con trai 2 tuổi, cả nhà anh gần đây cũng mới biết. Nếu không phải đột nhiên đứa bé đó ngã bệnh, chỉ sợ con bé ấy còn muốn tiếp tục gạt bọn anh. Cái gì? Đứa con trai 2 tuổi? Quan hạo lê không nhịn được khô lên, đằng cận tư cũng rất kinh ngạc, nhíu chặt mày, môi mỏng bím thành một đường thẳng. Không sai, Tôi qua cả nhà anh hỏi nó cha của đứa bé kia là ai. Nhưng nó không nói, vừa hỏi sẽ khóc, làm trong lòng mọi người đều không thoải mái. Thậm chí cách cách còn tuyên bố muốn giết cái tên bạc tình đó. Vẻ mặt của nhĩ hách rất nặng nề. Trời ơi, đứa nhỏ này sẽ không phải là của mạc tiểu tứ chứ. Gương mặt của quan hậu lê đầy khiếp sợ. Nhĩ hách lắc đầu một cái. Không biết, mật mật không chịu nói. Nếu như đứa bé thật sự là của tiểu tứ, ngược lại dễ dàng rồi. Muốn biết bọn họ có phải cha con hay không, làm giám định adn là được đằng cận tư cau mày tôi cảm thấy trước mắt chuyện quan trọng nhất là nói mọi chuyện cho tứ đệ biết hơn nữa trả rõ nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ bằng không chuyện chỉ càng thêm trở nên phức tạp hơn nữa hoàn toàn không giải quyết được vấn đề anh đồng ý với suy nghĩ của a tư trước hết anh sẽ giấu nhà họ thư nếu để cho mọi người biết đứa bé là của tiểu tứ đoán chừng sẽ náo loạn nhất là em gái cách cách của anh cô ấy không phải là người thích nói đùa nhĩ hách than thở trong khoảng thời gian ngắn, ba người họ đều im lặng. Chuyến đi đến Hồng Kông này đúng là xảy ra rất nhiều chuyện, xuất hiện nhiều đặc sắc, làm cho người ta sợ hãi than liên tục. Thời gian cũng không sớm, anh đi về trước đây. Về chuyện tiểu tứ mất trí nhớ, anh nhất định sẽ tra rõ. Thử nhĩ hách đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi sẽ chọn thời gian nói cho tứ đệ biết chân tướng. Hy vọng chuyện có thể sớm ngày tra ra manh mối. Ừ, chúng ta đi. Đợi xong cươi ba người rời đi, đằng cận tư đứng lên đi tới bên cửa sổ, hai tay nhét vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ nhíu mày suy tư điều gì chân chân nhẹ nhàng đi tới dán sát vào lưng của anh giọng nói dịu dàng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao ừ phải suy nghĩ biện pháp giải quyết Đằng cận tư xoay người lại cánh tay vòng qua eo của cô cô nhu thuận tựa vào trong ngực anh kết quả bị anh ôm ngang lên không khỏi lên tiếng anh làm gì thế ngủ Đằng cận tư trực tiếp đặt cô lên giường giúp cô kéo chăn cuối người hôn một cái ở trên trán của cô dịu dàng mà kiểu diễm a à, tư anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện của tiểu lăng tử nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chân chân nhẹ giọng nói trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng trong lòng đằng cận tư cảm thấy ấm áp bàn tay mang theo vết chai sờ mặt của người trên giường được mạc đông lăng có dự cảm xấu mấy ngày nay mí mắt trái vẫn nhảy không ngừng giống như sắp xảy ra chuyện gì cũng có khi khăm đầu nhớ tới cô gái tên mật mật cảm giác giống như đã từng quen biết. Buổi tối, anh tắm xong ra ngoài, nhàn nhã thoải mái ngâm nga bài hát. ngẩng đầu, liền phát hiện nhị ca, tam ca và bác sĩ quan đều ngồi ở trên cái sa lông trong phòng của anh. Anh sợ tới thiếu chút nữa hai chân đều run, đầu ngón tay chỉ về phía bọn họ. Mấy người, mấy người muốn làm gì? Tôi không có sở thích về phương diện kia. Tôi nói này tứ để, cậu đọc tiểu thuyết đam mỹ quá nhiều à? Có thể đừng suy nghĩ đen tối như vậy hay không? Nông dịch tiêu nhạo báng anh. Nhị ca, thì ra anh đúng là thâm tàng bất lộ, ngay cả tiểu thuyết đam mỹ mà cũng biết. Chẳng lẽ anh mới chính là người che giấu kỹ nhất sao? Mạc Đông Lăng bắt chặt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của anh. Tôi mù chữ sao? Xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy. Có từ ngữ nào mà có thể thoát khỏi pháp nhãn của tôi? Nông dịch tiêu hử lạnh nói. Quan hạo lê và nam hoa cần liếc mắt nhìn nhau. Nông dịch tiêu này hoàn toàn quên mất mục đích chủ yếu hôm nay đến đây để làm gì? Vừa gặp mặt đã đấu võ mùm. Ngược lại hai người bọn họ thật giống như là một đôi, nếu không phải đột nhiên xuất hiện mật mật, xem chừng hai người bọn họ thích hợp với nhau hơn. Hai người này đều bị ngứa miệng sao, ngày nào cũng đấu võ mù mới vui có phải hay không? Theo tôi thấy, hai người các anh mới đúng là một đôi bắn ra tình cảm khắp nơi. Quan Hạo lê híp mắt nhìn hai người bọn họ. "Ba sĩ quan, anh đừng có tùy tiện làm bẩn giữ trong sạch của tôi." Đồng Dịch Tiêu và mặc Đông Năng, Đồng Thanh nói, hết sức ăn ý. Ngay cả Nam Hoa Cần cũng không nhịn được, lén che miệng cười vui vẻ. Trong con người màu xanh lưu ly nhột nhạo, lòng lánh ánh sáng danh mãnh. Được rồi mà, biết hai người là bạn bè thân thiết, đừng khoe khoang sự ăn ý ở trước mặt chúng tôi nữa mà. Nông dịch tiêu và mặc đông lăng bị nghẹn lần nữa, nhìn chăm chăm nhau, quay mặt đi không nói gì nữa. Tiểu lăng tử, cậu cảm thấy cô gái tên mật mật như thế nào? Mấy ngày nay trong lúc tiếp xúc, cậu có cảm thấy cô ấy rất quen thuộc hoặc là đã gặp qua ở đâu hay không? Quan hạo lê khẽ ho lên một tiếng. À, cô ấy rất đẹp, đúng là mẫu người tôi thích. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều có cảm giác rất kỳ lạ. Mạc đông lăng nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thằng nhóc này có cảm giác là tốt rồi. Bây giờ đã thành công phá tan không khí lúc đầu, sẽ không còn vấn đề gì. Này, vậy cậu có nghĩ tới hay không? Hai người đã từng là một đôi. Nam Hoa Cẩn nháy đôi mắt xanh biếc. Mạc Đông Lăng cười đến rất vui vẻ. Đúng là Tam Ca hiểu tôi. Thật ra thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nghĩ tới mặc đông lăng tôi, phòng lưu phong khoáng anh Tuấn tiêu sái, Tuấn lãng phi phàm Đi đến đâu đều có một đống phụ nữ yêu thích. Hơn nữa dường như tôi đã đi khắp thế giới, làm quen với nhiều người đẹp nước ngoài. Quên cũng là chuyện rất bình thường chứ sao? Trên trán của ba người đồng thời chảy đầy vạch đen. Nếu như lời nói này bị người tên mật mật nghe được, còn không đau lòng chết sao? Quả thật đúng là kẻ bạc tinh. Tứ đệ là như vậy, cậu có nghĩ tới hay không? Có lẽ cậu đã mất đi một khoảng trí nhớ rất quý giá, sau đó quên mất người phụ nữ cậu yêu. Nông dịch tiêu chịu đựng nói. Mặc đông lăng kinh ngạc nhìn về phía anh, đưa tay sờ chán của mình, sau đó lại sờ anh ta, tức giận liếc anh ta một cái. Tôi rất bình thường mà, hơn nữa, anh cũng không có phát sốt, giữa bàn ngày ban mặt mà nói chuyện tào lao đây. Mất trí nhớ, anh cho rằng đang đóng phim truyền hình sao? Nói chuyện như thật vậy. Ba người đổ mồ hôi như thác lần nữa, rốt cuộc tâm lý chịu đựng người này có tốt không hay là đang cố ý giả ngu giả dại không chịu đối mặt với thực tế tiểu lăng tử mỗi người chúng ta đều có khả năng là nhân vật chính trong phim truyền hình chỉ xem tình tiết của ai phong phú và đa dạng mà thôi đúng như lời cậu nói cảm thấy giống như đã từng quen biết mật mật chúng tôi cũng đang hoài nghi cô ấy với cậu từng có một khoảng thời gian yêu say đắm khắc cốt ghi tâm nhưng mà cậu quên người ta quan hạo lê dứt khoát đánh một liều thuốc mạnh hơn nữa nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng cái gì yêu say đám khắc cốt ghi tâm tôi còn quên người ta chuyện khi nào vậy trong mơ thôi mạc đông lăng tự dễu cười nói đứng dậy lấy rượu đỏ quý báu của mình ra rót cho ba người bọn anh một ly bưng ly rượu lười biếng ngồi ở trên ghế sa lông hai chân vắt lên đặt trên bàn trà cười như không cười nhìn ba người bọn họ tứ đệ cậu cảm thấy chúng tôi thích đùa kiểu này với cậu sao còn nhớ ba năm trước đây bốn anh em chúng ta từng đánh cược một lần không người thua phải đặt mình làm vật phẩm bán đấu giá ở Las Vegas. Nam Hoa Cần yêu nhã, bưng ly rượu lên. Mạc Đông Lăng dừng động tác uống rượu lại. Người thua phải đặt mình làm vật phẩm bán đấu giá ở Las Vegas. Là ai ra cái ý tưởng độc ác như vậy? Tam ca không phải là anh chứ. Thiếu chút nữa Nam Hoa Cần phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài. Cầm khăn giấy lên, lau khóe miệng một cái, cười đến ngây thơ. Ý tưởng có một không hai như vậy, trừ tam ca của cậu ra còn ai có thể nghĩ ra? Cho nên nói ý của mấy người là tôi bất hạnh chúng chiêu sao, còn bị người ta mua đi. Sau đó gặp được mật mật, yêu đương oanh liệt với cô ấy. Mặc dù Mạc Đông Lăng lựa chọn mất đi một đoạn ký ức, nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngu. Đương nhiên có thể phân tích ra hàm nghĩa trong lời nói của bọn họ. Ừ, không sai, tình huống căn bản chính là như vậy. Sau khi cậu bị người ta mua đi, thì đại ca điều động rất nhiều thế lực đi tìm cậu, nhưng vẫn không hề có tin tức. Kéo dài hơn nửa năm mới có tin tức cụ thể của cậu sau khi tìm thấy cậu, lại phát hiện cậu quên hết tất cả mọi chuyện trong lúc mất tích. Bác sĩ Quang tìm rất nhiều bạn bè trong giới y học, chẩn đoán toàn diện cho cậu, nhưng tình huống vẫn như cũ. Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng cậu không muốn nhớ tới khoảng thời gian đau khổ đó, nên bỏ chữa trị, chỉ cần cậu sống vui vẻ, mấy cái khác không quan trọng. Nông dịch tiêu dừng một chút tiếp tục nói. Bà năm nay thật bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ rằng ở trong hôn lễ của Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp xuất hiện một cô gái xa lạ biết cậu, có tình cảm phức tạp với cậu như thế, không khỏi khiến cho chúng tôi tò mò. Sau khi mấy người chúng tôi thương lượng, quyết định nói cho cậu biết chuyện mất trí nhớ. Dù sao cậu cũng có quyền biết những chuyện này, cho dù cậu đã quên mất. Mạng Đông Lăng sững sờ, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Tại sao tôi cảm thấy đây là tình tiết mà chỉ trong phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết mới có? Mất trí nhớ? Sao tôi lại mất trí nhớ? Mật mật, mật mật, tôi và cô ấy yêu nhau qua nếu quả thật là tình yêu khắc cốt ghi tâm sao tôi lại quên ba người đều im lặng không nói bọn họ không có cách nào để giải đáp nghi vấn của anh bốn chuyện này đã không thể tưởng tượng nổi tiểu lăng tử trên đời này có rất nhiều loại tình yêu mỗi người đều trải qua không giống nhau nói cho cậu biết những chuyện này chỉ hy vọng ngày sau cậu sẽ không hối hận gặp đúng người không phải chuyện dễ dàng có thể gặp lại lần nữa càng không dễ dàng bởi vì chúng tôi không ai biết lần sau gặp lại phải chờ tới lúc nào bỏ qua sẽ vô duyên vô phận quan hạo lê trầm giọng nói những câu nói phát ra từ đáy lòng tứ đệ chúng tôi đi đây tốt nhất cậu nên suy nghĩ xem làm như thế nào chính cậu tự quyết định nhớ là chúng ta vĩnh viễn là anh em tốt nhất nam hoa cần đứng dậy vỗ bờ vai của anh ý bảo hai người khác cùng anh rời khỏi để lại không gian cho mạc đông lăng bây giờ nhất định trong đầu cậu ấy rất loạn cần yên tĩnh suy nghĩ rất nhanh trong phòng lớn chỉ còn lại một mình mạc đông lăng rượu đỏ đã bị anh uống một nửa còn một nửa gợn sóng nhộn nhạo ở trong ly thủy tinh hết sức xinh đẹp hấp dẫn anh nhắm mắt lại vốt chán mất trí nhớ anh vậy mà mất trí nhớ ư sao chuyện cầu huyết như vậy lại xảy ra ở trên người của anh mật mật rốt cuộc cô là cô gái như thế nào rốt cuộc giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì có lẽ anh nên tự mình đi vạch trần bí ẩn này có lẽ ý trời trêu ngươi ở đây sao Đợi đến khi Mạc Đông Lăng muốn tìm đáp án này, mật mật đã mang theo con trai đi suốt đêm. Không ai biết cô đi đâu, mà trong lúc này, từ đổ dệ, trợ lý của Mạc Đông Lăng cũng gọi điện thoại tới, nói có mấy vị cổ đông cao cấp trong nội bộ công ty có biến động nhỏ, anh không thể không lập tức chạy về xử lý. Vì vậy, một đôi người có tình cứ bỏ lỡ như thế, khi nào gặp lại, phải xem duyên phận giữa bọn họ như thế nào. Những người khác vì lý do công việc đều lần lượt đi về, chỉ để lại hai người lương chân chân và đằng cận tương một người dưỡng bệnh trong bệnh viện, một người cùng dưỡng bệnh, thỉnh thoảng sẽ tới nhà họ thư, ngày trôi qua nhàn nhã tự tại. Cứ thế mãi, còn khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán. Cả ngày không có việc gì, lại không thể đi chơi, thật sự rất dày vò người. Trạng thái của lương chân chân ngày dần tốt hơn. Bác sĩ nói vết thương trên tay cô khôi phục rất nhanh. Không bao lâu là có thể cắt chỉ hoạt động tự nhiên. Cô rất vui vẻ, người muốn thuốc hồi trùng trong bệnh viện nhiều, thật sự không thoải mái. A Tư, em đã tốt hơn nhiều. Có hợp hợp với em, anh cứ thoải mái về công ty đi. Cô biết gần đây trong công ty anh, có một công trình lớn đang đến thời kỳ gấp gáp. Nam Cung Thần gần như ngày ngày gọi điện thoại nhiều lần tới, xin chỉ thị của anh. Hơn nữa mỗi tối đều có hội nguội, video. Cô không phải đứa trẻ 3 tuổi, hiểu được nặng nhẹ. Anh đã không đi công ty nửa tháng, tài liệu cần phê duyệt chắc cả đống. Ngày mỗi lần anh gọi điện thoại hoặc nội dung của hội nghị, cô biết hạng mục này rất quan trọng. Trừ anh ra, không ai có thể đưa ra được quyết định sách lược. Ngoan, không cần lo lắng cho anh. Thân thể của em mới là quan trọng nhất. Trên đời này có buôn bán không hết tiền, nhưng cô đơn chỉ mình em, bảo anh sao cam lòng. đặng cận tư nói chân thành thâm tình. A tư, trong lòng của chân chân trải qua một dòng ấm áp, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cô có tài đức gì, có thể chiếm cứ anh như vậy. Anh vì cô làm tất cả, cô đều thấy trong tầm mắt, ấm ở trong lòng. Ba năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nghĩ kỹ lại, vận mệnh nhất định gặp phải tránh không được. Chỉ không thể thay đổi, cho dù phía trước chờ cô là cái gì. Kiểm tra kết quả lần sau tốt hơn lần trước, bác sĩ rất hài lòng với trạng thái của cô. Không tệ, vết thương khôi phục rất tốt, còn không tới hai ngày nữa có thể xuất viện. Nghe lời này, trong lòng hai người đều rất vui, đằng cận tư càng thêm không chịu rời cô nửa bước. Lúc cô xem tivi anh dựa sát vách phòng triển khai hội nghị video. Rất có khí phách, vạch ra chiến lược từ cách xa ngàn dặm trong lòng lương chân chân vui dạo rực đây là lúc cô nên kiêu ngạo đáng được ăn mừng có thể gặp một người đàn ông ưu tú như vậy là may mắn của cô trong đêm nay cô đột nhiên tỉnh dậy hoảng hốt kêu một tiếng a tư anh hé mở mắt dáng vẻ giống như mới ngủ giọng nói khàn khàn dịu dàng ngoan thế nào tay của em có thể cự động không đau anh bị cô làm cho hoàn toàn tỉnh táo cuống quýt bật đèn kiểm tra tay cô thật sự không đau sao không đau cô lắc đầu Ừ, đợi ngày mai hỏi bác sĩ một chút. Giờ ngủ trước, được không? Trong lòng anh cũng vui mừng, nhưng đã quá nửa đêm, bác sĩ trưởng đã tan làm, chỉ có thể đợi đến mai. Ừ, cô lên tiếng, đầu nhỏ chui trong ngực anh, khóe môi cong cong. Ngày xuất viện, tâm tình lương chân chân rất kích động, giống như chim nhỏ thoát khỏi nhà tù. Rất vui sướng, đằng cận tư bị vui vẻ của cô lây đến, cả ngày đều mặt mày sáng sủa. Sân bay, úy hợp hợp kéo tay cô không buông. Chị nai con, lần này chị tới Hồng Kông đều ở trong bệnh viện, lần sau nhất định phải tới chơi thật vui. Ừ, chị biết rồi. Chân chân gật nhẹ đầu. Hy vọng lần sau đi thành phố C là tham gia hôn lễ của hai người. Nhĩ Hoàng đứng ở bên cạnh cười nói. Chuyện này sẽ nhanh chóng đăng lên báo. Giọng của đằng cận tư rất nghiêm túc. Chân chân đỏ mặt, hờn rỗi trừng mắt liếc anh. Bốn người vẫy tay gặp lại, đều nói chia ly rồi lại tiếp tục họp mặt. Thật đúng như đạo lý đấy. Sau khi xuống sân bay, lái xe tiểu lý đã đậu xe chở sẵn ở đằng kia rồi đằng cận tư dặn bảo cậu ta đưa lương chân chân về nhà trước biết cô xa nhà trong thời gian quá lâu tất nhiên là nhớ nhung mẹ diệp rồi mà bây giờ mình phải về công ty tài liệu chất đống hơn 10 ngày rồi tối nay nhất định phải làm thêm giờ a à, tư anh đừng quá mệt nhọc chú ý nghỉ ngơi chân chân dịu dàng dặn dò anh biết sau khi trở lại chắc chắn anh sẽ rất bận sẽ có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý ừ, anh nghe bà xã khóe môi của đằng cận tư nâng lên một đường cong đẹp mắt. Ghét, em đi đây. Lương chân chân hờn dỗi quay người đi lên tầng trên rồi, đợi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất ở khúc quanh, đằng cận tư mới để cho lái xe rời đi. Diệp Lan nhìn thấy con gái về nhà, dĩ nhiên vui vẻ không thôi. Trước đó nghe con bé nói đi tham gia hôn lễ của một người bạn. Có thể đi thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi hơi bận tâm, thấy con bé bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Mẹ Diệp, con có chuyện muốn nói với mẹ. Lương Trân Trân cảm thấy cần thiết phải nói chuyện giữa mình và đằng cận tư cho mẹ Diệp. Đều nói mẹ con liền tâm, giống như bạn bè thân mật căng kít nhất, cái gì cũng có thể nói. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của con, không phải nói cho mẹ Diệp biết con chuẩn bị kết hôn chứ. Diệp Lan cầm tay con gái, nói hiền từ. Trân Trân cười hơi đỏ mặt, xem ra mẹ Diệp đã biết tin tức xôn xao, huyền náo thời gian trước. Đều do mình không nói chuyện trước đó cho mẹ biết, trong lòng không khỏi hơi áy náy. Mẹ Diệp à, là con gái bất hiếu, không nói chuyện trước đó cho mẹ. Con và đang cận tư làm hòa rồi. Diệp Lan thở dài. Con bé này, chuyện tình cảm chỉ có thể do con làm chủ. Người khác không giúp được con. Cứ theo suy nghĩ của mình là được. Mẹ Diệp không biết cậu ta là người đàn ông như thế nào. Nhưng hôm nay, nhìn thấy cậu ta nói những lời đó trên truyền hình. Những câu thật lòng, cảm giác rất có trách nhiệm. Mẹ Diệp, mẹ thật tốt. Chân chân nghẹn ngào ngã vào trong lòng của Diệp Lan. Cô cảm thấy mình có một người mẹ tốt. Cho dù cô làm ra quyết định gì, mẹ vẫn luôn giúp đỡ cô. Phần vô tư bao dung này khiến cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp. Còn bé ngốc, kết hôn là chuyện cả đời, người kia sẽ cùng con cả đời. Quan trọng là trong lòng con nghĩ như thế nào, có thích hợp hay không là do tự con tính toán. Quan điểm của người bên cạnh chỉ có thể để làm tham khảo mà thôi. Diệp Lan dịu dàng vuốt ve lưng con gái. Dạ, con hiểu. Khóc mắt của lưng chân chân hơi nóng. Mấy ngày nay trên cả nước đón nhận trận mưa đặc biệt lớn, mấy chục năm khó gặp, liên tục suốt 7 ngày, dẫn tới nhiều thành thị hoặc vùng núi có lũ lụt, tình huống rất nghiêm trọng. Thành phố C cũng không ngoại lệ, mưa mấy ngày liên tiếp khiến cho hệ thống thoát nước của đường phố đã không gánh vác nổi, tích không ít nước, người đi đường đều trang bị đầy đủ, âm thầm nói ông trời đang khóc, sao vẫn không ngừng để cho cuộc sống có rất nhiều bất tiện. Trong tòa thị chính ở trung tâm thành phố, tất cả mọi người đều rất bận, đi qua đi lại chuyển tài liệu. Thị trưởng quý, đây là tin tức mới nhất từ huyện thông truyền đến. Đề đập bị vỡ đã nhanh chóng sửa gấp, nhanh nhất có thể hoàn thành vào ngày mai. Thư ký tiểu trương báo cáo tình hình mới nhất. Hai tay quý phạm tây chống đầu, đau đầu xoa chán, trong đôi mắt hiện đầy tia máu màu hồng. Mưa to mấy ngày, liên tiếp đã nhiễu loạn khiến cho anh sứt đầu bể chán. Ngày mai, không thể nhanh hơn chút nào nữa sao? Huyện thông là nơi gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Dân chúng ở đó đã mất đi nhà cửa vườn tược. Chỗ ở tạm đã bố trí thỏa đáng chưa? còn có thức ăn, phải đảm bảo dân chúng chỗ đó không bị đói bụng. Thư ký Tiểu Trương tỏ vẻ khó xử, ấp úng nói không rõ ràng. Thị trưởng quý, ngài nói những thứ này đã làm, nhưng bởi là vì đường cái bị hỏng, cho nên vào khu vực đó hơi khó khăn. Quý Phạm Tây nhếch mày lướt cậu ta, ánh mắt sắc bén, âm lượng cao lên. Khó khăn, chút khó khăn này tính là gì? Lập tức gọi điện thoại tới quân đội địa phương cho tôi. Điều động máy bay chuyên dụng, vận chuyển vật tư, nhanh chóng vận chuyển về khu vực gặp nạn. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Tiểu Trương sợ đến hơi run rẩy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thị trưởng quý ôn nhu như ngọc, nổi giận lớn như vậy. Trong lòng không khỏi bắt đầu đánh trống. Chờ một chút, quý phạm Tây đột nhiên gọi thư ký đã đi vài bước lại. Bị sợ đến mức cậu ta run bắn cả người không ngừng. Chuẩn bị một chút, tôi muốn tự mình đi huyện thông. Tiểu Trương không thể tin, nhìn thị trưởng đứng dậy. Ngày, ngày ấy lại muốn tự mình đi khu vực gặp nạn. Tình huống chỗ ấy vô cùng nghiêm trọng làm không tốt sẽ gây ra mạng người. Lúc này, những lãnh đạo tránh không kịp, nào có đạo lý tự mình ra trận. Thị trưởng quý, ngài không thể đi, huyện thông quá nguy hiểm, nước lũ vô tình, cũng không phải đùa giỡn. Thư ký Tiểu Trương mới phát ra từ nội tâm. Tôi cho cậu đi chuẩn bị. Quý Phạm Tây lạnh lùng liếc cậu ta, lúc này anh nên tự mình ra tiền tuyến giám sát. Nếu không ra lệnh còn không biết khi nào mới có hiệu quả, ngồi ở trong phòng làm việc chờ tin tức nhất định không được. Dạ, tôi đi ngay thư ký tiểu trương chỉ có thể làm theo thật sự không biết thị trưởng quý nghĩ như thế nào cho dù làm dáng cũng không thể lấy tính mạng mình ra đùa giỡn chứ huyện thông là khu vực miền núi làm không tốt còn có thể gây ra đá lở thật sự không phải là chuyện đùa giỡn nghỉ ngơi gần nửa tháng trở lại đài truyền hình làm việc lương trần trần cảm giác giống như đã mất mấy đời người đi thẳng vào cũng gặp không ít đồng nghiệp cúi đầu bàn luận xôn xao giống như đang thảo luận tại sao cô còn trở lại đối với những ánh mắt khác thường cô đã có thể thản nhiên đối mặt lần này đi Hồng Kông trở lại, tâm tình đã khác nhau rất lớn. Nếu như lúc nào cũng nghĩ tới cách nhìn của người khác như thế nào, chẳng phải mệt muốn chết. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi, Lâm Tịnh liền nói cho cô biết, hoặc Đình Hương đi ăn máng khác đến một tòa soạn khác. Đi rất bất ngờ, trước đó không hề báo trước, chân chân lạnh nhạt nói. Người tìm chỗ cao mà đi, nước thì tìm chỗ trũng mà chảy. Tình thế xã hội bây giờ chính là như vậy, ai cũng lựa chọn quyền lợi. Trong lòng cũng hiểu đại khái lý do Đình Hương đi, sự kiện tạp chí lần trước chắc không thoát được quan hệ với cô ta. Người ở xã hội một đời, tất nhiên sẽ gặp rất nhiều loại người, muôn hình muôn vẻ, đếm cũng đếm không xuể. Tốt, xấu cũng chỉ là khách qua đường trong đời mà thôi, đừng quá chấp nhất là tốt rồi. Trần Trần, tâm tính cô tốt thật. Lâm Tịnh cảm tán từ tận đáy lòng, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời. Rõ ràng lúc đầu quan hệ của ba người vô cùng tốt, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, Định Hương bắt đầu nhằm vào chân chân rồi. Đi tới mức độ ngày hôm nay, chức quyền thật sự đáng sợ vậy sao? Không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, Đỉnh Hưng nói với cô, mục đích của cô ta là gì đây? Nếu như để khích bác quan hệ giữa cô và chân chân, thì quá đáng sợ. Được rồi, yên tâm làm việc. Chân chân vỗ vỗ bả vai cô. Lúc này trưởng ban đi tới. Tất cả mọi người dừng công việc trong tay, vào phòng họp. Lâm Tịnh lại gần bên tai của Lương Chân Chân. Tôi đoán là chuyện về huyện thông xảy ra thiên tai. Đã mấy ngày mưa vô cùng lớn rồi, ngài nói tình hình tai nạn rất nghiêm trọng. chân chân nhíu mày, dĩ nhiên là cô biết chuyện này. mưa to liên tục mấy ngày, khiến rất nhiều nơi trong cả nước xảy ra lũ lụt rồi. thời tiết gần đây thật sự khiến cho người ta lo lắng. huyện thông trong ấn tượng đó là một thôn nhỏ trong núi giản dị mà đẹp đẽ. trên màn hình lớn trong phòng họp chiếu cảnh các nơi trong cả nước xảy ra lũ lụt. nhà cửa bị hư hỏng, hoa màu bị ngập úng, dân chúng trôi giạt khắp nơi, không có chỗ đặt chân, không có thức ăn lót dạ từng ống kính như thế đều khiến người ta bận tâm. Là một người viết báo xứng với chức danh, cho dù là hoàn cảnh gian khổ cỡ nào, chúng ta cũng nên lao tới tiền tuyến, báo cáo tin tức chân thật nhất. Phóng viên trong đài được phái đi huyện thông trong quá trình phỏng vấn vô ý đã bị thương. Cho nên bây giờ, chúng ta muốn cử ra một người nữa để thay thế cô ấy. Hy vọng các người có thể hăng hái tự tiến cử. Đây là nhiệm vụ vinh quang. Giám đốc đứng ở phía trên mãnh liệt lên tiếng, phía dưới từng người cúi đầu yên lặng như tờ. Cái đó là nhiệm vụ vinh quang nỗi gì, rõ ràng chính là đi chịu chết. Không phải bọn họ không biết tình hình nghiêm trọng ở huyện thông. Tí vì đưa tin chưa hẳn đã chân thật, tình huống thực tế còn nghiêm trọng hơn như thế nhiều. Bằng không, đồng nghiệp đi tới đó sẽ không bị thương, làm không tốt chính là một đi không trở lại. Người tự nguyện đi tăng lương gấp đôi, nhiệm vụ hoàn thành trở về sẽ có tiền thưởng khác. Giám đốc bắt đầu đưa ra các loại dụ dỗ, nhưng mà phía dưới vẫn hoàn toàn trầm mặc. Mặc dù có tiền có thể sai quỷ khiến ma, nhưng chuyện liên quan tới sống chết, Nhất định phải cân nhắc trên nhiều phương diện mới được. Sinh mạng quý giá, ai nguyện ý lúc tuổi trẻ lại chẳng hiểu làm sao bị mất tính mạng, còn không bằng hưởng thụ tốt cuộc sống. Khi tâm lý của mọi người còn lung lay, lương chân chân đột nhiên đứng lên. Giám đốc, tôi muốn đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin nhìn lương chân chân. Chẳng lẽ cô ta chúng ta, đường đường là nhị tiểu thư của nhà họ thầm, có đáng giá vì chút tiền ấy mà liều mạng, quá là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tịnh cũng kinh ngạc nhìn về phía cô, đưa tay kéo tay cô ở dưới bàn, dùng khẩu hình miệng nói. Cô làm gì vậy? Đây không phải là chuyện đùa, rất nguy hiểm. Trần Trần khẽ mỉm cười với cô ấy, giống như đang nói. Tịnh à, tôi biết rõ mình đang làm gì, cô không cần phải lo lắng cho tôi. Giám đốc cũng không ngờ lưng chân chân sẽ đứng ra. Ông đã sớm nghe thấy chuyện về cô. Hiện tại người thành phố C đều biết rõ cô là nhị tiểu thư của nhà họ thẩm, Còn là vị hôn thê của đảng thiếu. Thần phận hiển hách như thế Chẳng lẽ vì chút tiền nhỏ kia, nguyên nhân cuối cùng thúc đẩy cô ấy đi tự động đi xét giặc là gì đây? Lương Trần Trần, cô nghĩ kỹ chưa? Giám đốc xác định lại một lần nữa, sau khi hỏi xong ông liền hối hận. Ngộ nhớ người ta nói không đi nữa thì phải làm thế nào? Dạ, nghĩ thông suốt rồi. Trần Trần trả lời rất khẳng định. Vẫn còn nhớ khi còn bé, mẹ mang cô đi qua rất nhiều nơi. Năm ba tuổi đã từng sống ở huyện thông năm tháng. Dân vùng đó vô cùng chất phát, không kỳ thị, không chửi bới cũng không coi thường đều thân thiện giúp đỡ cô và mẹ, để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Được, cô trở về phòng làm việc thu dọn một chút, buổi chiều lên đường, có xe chuyên dụng đưa cô đi. Trong lòng giám đốc thật sự vui mừng, đồng thời liếc mắt nhìn xuống một đám cả nam lẫn nữ ở phía dưới, không nói tiếng nào. Xem từng người các cô các cậu xem dáng vẻ như thế nào, còn không bằng thân con gái. Thật sự làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn, ngài còn không biết xấu hổ mà chửi mắng chúng tôi. Mỗi người đều tám lặng nửa cân, đều vậy. Trong toilet, Trần Trân liếc nhìn mình trong gương, khóe môi hiện ra nụ cười rõ ràng. Vóng một cái đã sắp 20 năm rồi, vẫn chưa có cơ hội trở lại huyện nhỏ xinh đẹp đó. Lần đi này coi như làm tròn tâm nguyện nho nhỏ của mình đi, vì bà con đáng thương cũng vì để trong lòng yên ổn. Đi tới khúc quanh, đột nhiên bị người gọi lại. Lương Trân Trân, mấy ngày này em có xem tivi không? Em biết tình hình huyện thông nghiêm trọng tới mức nào không? Trong mắt đen của Tống Tử Quân phức tạp nhìn chân chân ở phía trước chằm chằm dường như muốn tìm ra điều gì đó trong ánh mắt của cô, nhưng hoàn toàn tinh khiết trong trẻo. Cảm ơn trưởng ban tấm có lòng tốt nhắc nhở. Đương nhiên là tôi biết mình đang làm gì. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi về trước để thu dọn hành lý. Giọng của chân chân nhẹ nhàng. Cô phải đi có nguyên nhân, người nào khuyên cũng không được. Chưa được nói chi là trưởng ban tống bụng dạ khó lường Ngay từ ban đầu này Cô không hề có chút cảm giác tốt nào với anh ta Lương chân chân Tống tử quân đi lên Kéo cánh tay cô vẻ mặt muốn nói lại thôi đúng lúc ấy lâm tịnh từ đối diện đi tới thấy cảnh hai người lôi lôi kéo kéo không khỏi kinh ngạc há to mồm trong mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt tống sư huynh nhìn về phía lương chân chân hoàn toàn chính là một người đàn ông nhìn về người phụ nữ mình thích mới có bọn họ bọn họ chẳng lẽ những lời đình hương nói đều là thật cô không muốn tin tưởng thậm chí còn cảm thấy đình hương cố ý khích bác quan hệ giữa cô và chân chân nhưng hôm nay xem ra sao tất cả chân thật làm sao khiến cho cô không cách nào không hoài nghi trần trần cô làm tôi quá thất vọng lâm tịnh tức giận nói sau đó xoay người chạy đi tiểu tịnh không phải như cô nghĩ buông tôi ra trần trần tức giận trừng mắt nhìn tống tử quân người này có bệnh không cô cũng không nhận ra anh ta thích mình không có phúc đề hưởng em rất quan tâm đến cô ta tống tử quân hỏi ngược lại cô ấy là bạn của tôi mà tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì tôi không hy vọng cô ấy hiểu lầm trần trần tức giận nhìn anh ta chằm chằm rất dễ nhận thấy cô ta đã hiểu lầm. Hơn nữa trong lòng cô ta, em đã trở thành tiểu nhân nghĩ một đằng nói một nẻo. Khóe miệng tống tử quân chứa một nét cười lạnh. Tôi thấy anh chính là cô ý. Trần Trần rất tức giận, người này chính là vô lại điển hình. Tống tử quân đột nhiên kéo lấy tay cô, trong mắt lộ ra dục vọng. Anh chính là cô ý. Bệnh thần kinh. Trần Trần tức giận dùng sức đẩy anh ta ra, vùng tới một cái tát, tiếng vang trong trẻo vang vọng trong hành lang. Bị mấy đồng nghiệp đi qua nhìn thấy, hai mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Trưởng ban tống đúng là kẻ đa tình, ngay cả phóng viên thực tập bé nhỏ cũng không bỏ qua. Em, lời giận của tống tử quân phát ra, lại chỉ có thể nhìn lưng chân chân, chạy đi ngay trước mắt anh. Lạnh lùng, liếc mắt nhìn đồng nghiệp, đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Xoay người đi thẳng, anh cũng biết mình bị làm sao, cảm xúc hơi khác thường. Khi trở lại phòng làm việc, Lương chân chân vốn định giải thích chuyện này vừa xảy ra với Lâm Tịnh. Nhưng cô ấy vừa thấy mình, vào lại đi ra ngay, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô, coi cô như không khí, khiến cho lòng cô rất không thoải mái. Không khí huyên nào rất lúng túng, hơn nữa cô lại không còn thời gian. Ngay sau đó cầm đồ đi, thành giả tự thanh, nếu như Lâm Tịnh không muốn tin tưởng mình, vậy cũng không còn cách nào. Nghe tin cô muốn đi huyện thông phỏng vấn, mẹ Diệp vạn lần không muốn, rất nguy hiểm. Nhớ xảy ra vấn đề gì, bà sẽ khiến người mẹ đã khuất của chân chân thất vọng. Nhưng lương chân chân rất hiểu cách dùng tính lý thuyết phục bà. Mẹ Diệp bà con và mẹ con đã từng ở đó vài tháng. Dân chúng chất phát, dân trong thôn rất nhiệt tình hiếu khách, trợ giúp chúng con rất nhiều. Cũng cho mẹ con rất nhiều hy vọng về cuộc sống tốt đẹp. Con chỉ muốn trở về xem một chút, muốn góp một phần sức lực non nớt. Con đã 23 tuổi rồi, con có thể tự chăm sóc tốt cho mình, càng quý trọng sinh mạng tốt đẹp. Nhất định sẽ nguyện vẹn không bị thương tồn gì mà trở về. Hay, được rồi. Mẹ Diệp thở dài, bà thật sự không biết chân chân và mẹ con bé từng ở đó mấy tháng. Mẹ Diệp à, cảm ơn mẹ. Chân chân nhào vào trong ngực của bà, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm được, cô nhất định sẽ trở về. Ngồi trên xe đi về phía huyện thông, cô gọi điện thoại cho đằng cận tư, kết quả không ai nghe. Trong lòng suy đoán, chắc anh đang họp nên đã rất bận, liền gửi một tin nhắn sang. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc trên tầng 68, tòa nhà chọc trời tập đoàn Đế Hảo Tư, điện thoại di động trong ngăn kéo vang lên. Reng, 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 vui vẻ, những chủ nhân đang trong phòng họp, ngày nhân viên miệng lưỡi lưu loát báo cáo tình hình công việc gần đây thỉnh thoảng góp ý mấy câu thời gian hội nghị hơi dài sau một tiếng mới tan họp sau khi tan họp nam công thần lại mang một đống tài liệu chất đống trên bàn của đằng cận tư cậu chủ những tài liệu quan trọng này đều cần cậu chủ xem và ký tên Ừ, cậu nhanh chóng đi chứng thực nội dung cuộc họp vừa rồi đằng cận tư mở một phần tài liệu phía trên ra lấy bút máy xoẹt xoẹt ký tên thế cho nên quên nhìn điện thoại di động ký được một nửa anh chợt cảm thấy mỏi mắt tay cũng mỏi nhừ sưng đau trong đầu đột nhiên nhớ tới nai con dặn anh không thể ngồi máy vi tính trong thời gian dài lúc mệt mỏi cần đứng dậy đi lại một chút tốt nhất nhìn xem cảnh sắc ngoài cửa sổ hóa giải mệt nhọc nghĩ đến đây anh không khỏi lười biếng rỗi lưng một cái đi tới bên cửa sổ liếc mắt quan sát toàn cảnh của thành phố tâm trạng hơi tệ đột nhiên nghĩ tới điều gì xoay người trở lại bên bàn mở ngăn kéo lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho nai con lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc A à, tư Em đi huyện thông rồi Đừng lo lắng Em sẽ chăm sóc tốt bản thân Ngoại trừ về công việc cần Còn có một vài nguyên nhân khác Là em và mẹ đã từng ở đó mấy tháng khi còn nhỏ Cho nên em phải đi Chờ em trở lại có được không 2 giờ 10 phút Bây giờ đã là 4 rưỡi rồi Chân mày của đằng cận tư nhíu chặt Điện thoại ở đó không có tín hiệu Xem ra này con đã đi vào khu vực núi Cổ gái đáng chết Chỗ nguy hiểm như vậy mà cô cũng dám đi. Đây là đùa giỡn sao? Trong lòng lo lắng chất đống, quấy nhiễu khiến cho anh không cách nào yên lòng làm việc. Bấm số nội bộ của Nam Cung Thần kêu cậu ta đi vào. Mấy ngày này, quan sát tỉ mỉ tình hình tai nạn ở huyện thông. Mặt khác, chuẩn bị vài xe đồ tốt, nhanh chóng vận chuyển qua đó cho tôi. Nam Cung Thần hơi mơ hồ. Không phải hôm qua mới quyên góp 10 triệu sao? Tại sao còn chuyển đồ qua? Lòng nhân tử của cậu chủ bành trướng quá lợi hại, để cho anh có phần nghĩ không ra. Dạ thuộc hạ đi làm ngay. Lúc anh xoay người chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại. Từ giờ trở đi, nguyện thông xảy ra bất kỳ tình huống gì đều phải báo cáo cho tôi, không sót một chữ. Cậu chủ à, tôi có thể hỏi một câu tại sao không? Nam công Thần nơm nớp lo sợ nhìn về phía cậu chủ, quan sát vẻ mặt của cậu chủ, phát hiện sắc mặt anh nặng nề, giọng đói nghiêm túc trước nay chưa từng có. Này còn tới đó phỏng vấn. Hả? Lương tiểu thư cô, cô ấy đi huyện thông rồi hả? Nam công Thần kinh hãi lần nữa, ngay cả chuyện nói chuyện cũng lắp bắp. Đằng cật tư không trả lời, tương đương với chấp nhận. Anh hiểu tâm tình của nai con, việc cần làm quả thật là hạng mục khó. Nếu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng thì thôi. Một khi tình huống tai nạn trở nên nghiêm trọng, anh tuyệt đối không tiếc giá nào, dẫn cô trở lại. Huệ thông, quý phạm Tây chỉ mặc một chiếc áo mưa, đứng trong trời mưa to gió lớn. Nhìn phía xa đang sửa gấp đê đập, trong lòng cực kỳ nóng này. Theo tin tức khí tượng mấy ngày nay, mưa to vốn không có khuynh hướng dừng lại ngược lại càng rơi càng mạnh. Đề đập vừa mới sửa xong, lại bị tách ra rồi. Thật sự rất khó tiến hành bước kế tiếp của trình tự làm việc. Nhưng không tu sửa thì không được. Một khi vỡ đê, không biết dưới hạ nguồn sẽ có bao nhiêu dân chúng vào hoa màu gặp tai họa. Nếu vậy thì thủy mạn kim sơn, hậu quả không thể chịu nổi. Thị trưởng quý, ngài vào trong bạt tránh mưa một chút đi. Đổ xuống thân thể như vậy nhất định sẽ không chịu nổi. Nhân viên công tác ở bên cạnh tận tình khuyên nhủ, đội y bác sĩ và vật tư cứu viện đã đến rồi sao quý phạm tây nhíu mày hỏi bây giờ anh điều anh quan tâm hơn cả chính là cuộc sống của những người dân bị nạn ở đây có được đảm bảo không mà chính anh hiện nhiên không nằm trong phạm vi quan tâm của anh nói sáng mai có thể tới thị trưởng quý nếu thân thể của ngài bị quật ngã rồi vậy mấy người chúng tôi làm sao vào trong lều đi nhân viên công tác không ngừng khuyên bảo ừ phải người nghiêm túc gia tăng đốc thúc mặc dù điều kiện gian khổ nhưng dù khó khăn chúng ta cũng phải sớm ngày sửa xong đê đập. Quý phạm Tây cũng biết mình đứng đây không có tác dụng gì lớn, không thể kháng cự được nhân tố ảnh hưởng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu một cái, theo nhân viên công tác đi vào phía trong lều phòng hộ tạm dựng. Sau khi vào trong lều phòng hộ, anh cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lãnh đạo cấp trên, đề xuất cảnh sát võ trang quân đội tăng viện, còn chưa kịp nói xong, tín hiệu liền đứt, lòng anh gấp như lửa đốt. Nhưng gặp phải mưa to gió lớn thiên tai, anh cũng bất lực, chỉ hy vọng phía trên nhanh chóng phái lực lượng chi viện. Bây giờ đã có rất nhiều dân chúng bị thương, bị cuốn đi cũng không ít, khiến cho lần đầu tiên anh cảm thấy rõ ràng sinh mệnh sau yếu ớt như vậy. Không cẩn thận sẽ biến mất ngay trước mắt bạn, bất ngờ không kịp chuẩn bị. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp của tòa thị chính, thư ký Thụy Ủy đang triệu tập hội nghị khẩn cấp, thảo luận phương án cứu tế cùng phương án khẩn cấp dự bị cũng kêu toàn thể nhân viên quyên tiền giúp đỡ nạn nhân gặp thiên tai. Thị trưởng đã phân tích và đích thân tới hiện trường khu vực gặp nạn rồi, anh đương nhiên không thể nhàn rỗi, tín hiệu tới huyện thông không được, điện thoại cũng không gọi được, anh chỉ có thể căn cứ vài phương án cứu tế thông thường để phân bố công việc, nối song song với cảnh sát võ trang quân đội cung lính nhảy dù, nghĩ tất cả các biện pháp đưa nhân viên cứu hộ và vật liệu tới khu vực gặp nạn, giảm bớt nhân viên thương vong mức nhỏ nhất. Vốn hành trình đi chỉ cần 3 giờ, nhưng bởi vì đường bị tàn phá nghiêm trọng, khiến cho xe chạy không tiện, nhiều hơn thời gian dự tính 2 giờ. Lúc tới huyện Thông đã là 7 giờ tối, mưa to vẫn tiếp tục chút xuống, gió lạnh sao sạc thổi trên làn da, nổi lên từng đợt da gà. Sau khi xuống xe, Trần Trần ôm chặt hai cánh tay. May mà trước đó cô đã chuẩn bị áo khoác thật dày, trong núi nhanh lạnh hơn trong thành phố nhiều. Hơn nữa tình huống bão táp dữ dội mưa xa gió sật như hiện tại, càng thêm lạnh lẽo, cơ thể thật dài vốn tốt đẹp đã không còn tồn tại. Chỉ còn nghe thấy tiếng nước, gầm thét giống giận. Trôn vùi tất cả những tiếng cười vốn thuộc về nó. Đi cùng cô còn có một vị phóng viên nam trong đài. Có bạn cũng có thể chiều cố lẫn nhau. Dù sao cũng hơn một mình hăng hái. Buổi tối hai người ngủ trong phòng ở đội cứu viện xây dựng tạm để hoạt động. Chân chân không ngủ được, khoác áo khoác đi tới bên cửa sổ. Nghe tiếng mưa rơi xào xào, đập xuống đất ngoài cửa sổ. Tâm tình cô rất phức tạp, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối om Hình như sẽ không còn gặp khoảng không trong sáng bát ngát minh mông nữa rồi. A à, Tư, bây giờ anh đang làm gì? Em biết rõ khi anh nhìn thấy tin nhắn nhất định sẽ sốt ruột, sẽ lo lắng, nhưng không phải em tùy hứng, cũng không phải em nhất thời xúc động. Có một số việc em phải làm vậy, cho em chút thời gian, tin tưởng em được không? Sáng sớm ngày hôm sau, cô rời giường, mặc áo mưa rồi đi ra bên ngoài. Đập vào mắt là cảnh tượng tan hoang, gió nước lũ đục ngầu và gió lớn cuồn cuộn tàn phá sự đẹp đẽ trong trí nhớ đã mất trong tai họa của thiên nhiên, làm người ta tiếc hận và than thở. Cô đi qua các phòng dựng tạm để hoạt động, bên trong chuyển tới không ít tiếng khóc mắng, cùng tiếng oán than, dậy đất của người dân. Người thì cảm thán lẽ trời bất công, hoa màu vất vả sắp đến mùa thu hoạch, nước lũ lại tới, hóa thành hư không hết thầy. Có người ngồi đằng kia âm thầm rơi lệ. Nhà cửa nhiều năm vất vả khổ cực làm thợ kiếm tiền xây dựng, cứ bị phá hủy như vậy. Ngay cả dây bò trong nhà đều bị nước lũ cuốn trôi. Ôi! Còn có người ngồi trồm hỗn trên mặt đất, khóc bù lu bù loa. Con trai của chị và đứa nhỏ nhà cạnh vách ra sông bơi lội. Kết quả đứa nhỏ nhà bên trở lại, những con trai của cô ấy suốt cuộc không trở lại. Đây là nỗi đau sinh ly tử biệt, là nỗi đau mà một người mẹ không thể tiếp nhận. Cái gọi là thiên tai khó tránh, chính là đạo lý này. Vạn vật sinh trưởng, lý do của vạn vật, kết quả của vạn vật, chúng ta không phải là thánh nhân, dù là ai cũng không có cách nào đoán trước được, một giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì chỉ có thể hưởng thụ tốt mỗi một phút giây hiện có. Chân chân dựa theo trí nhớ, muốn tìm chỗ đã từng sống lúc thơ bé. Nhưng phía trước hoàn toàn là nước lũ đục ngầu, phía trên chập trờn vài cọng cỏ lau và mảng lá cây xanh đậm. Không có đường để đi, cô chỉ có thể nhìn về xa, nhíu mày trầm tư. Tiểu Lương, nghe nói trước mặt đang tu sửa canh mương đập lớn, chúng ta đến chỗ đó xem một chút. Đồng nghiệp Tiểu Hổ nói. Ừ, được. Chân chân lên tiếng đi theo phía sau anh ta. Hai người đi thẳng tới, gặp không ít chiến sĩ giải phóng quân đi qua đi lại từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ trên mặt trên quần áo nhụp đầy bùn và nước bẩn cả người đều ướt đẫm nhưng tinh thần bọn họ vẫn tỏa sáng không câu oán hận nào chạy đi trợ giúp người dân đã mất của cải tài sản chân chân lấy máy chụp hình ra ghi lại những viễn cảnh sinh động này không mắt dần dần ướt át đúng là một nhóm chiến sĩ gần gũi đáng kính trong lòng âm thầm thề sau khi trở về phải viết một chuyên đề như vậy đưa mặt chân thật nhất cho dân chúng Chân chân, sao em lại ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Lương chân chân không thể tin quay đầu. Quý đại ca. Quý phạm tây nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Lúc đầu anh có tưởng mình xuất hiện ảo giác rồi. Sao lại có thể nhìn thấy chân chân ở đây? Nhất định là vì quá nhớ nhung mà xuất hiện ảo giác. Đúng là ảo giác. Chân chân, em không thể ở đây, nhanh đi về. Quý phạm tây lo lắng nói. Anh biết rõ nhất nơi này nguy hiểm cỡ nào. Nhưng làm thị trường, anh có trách nhiệm ở nơi tiền tuyến, giám sát quá trình tu sửa đập lớn và đảm bảo an toàn cho dân chúng vô tội. Quý đại ca, em không thể đi. Em tới đây là vì công việc. Chuyển đưa tin tức mới nhất ở đây ra ngoài là công việc nhiệm vụ của em. Trần Trần rất quả quyết cự tuyệt. Quý Phạm Tây hơi nhức đầu nhìn cô. Chú thẩm biết không, đặng cận tư thì sao? Anh ta cũng yên tâm để một mình em tới đây à? Bà, ba, ba không biết. À từ anh ấy biết. Lương Trần Trần đáp một hơi trột dạ chỗ A Tư là cô tiền trảm hậu tấu, vốn không cho anh có bất kỳ cơ hội để thương lượng. Anh ta biết mà còn cho phép một mình em tới đây. Em có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Thầy đang gấp rút tu sửa đập lớn chưa? Một khi mưa to mấy ngày nữa, tiếp phá hủy nó. Tất cả làng mạc nơi này sẽ trở thành một vùng mênh mông. Nếu đội cứu hộ không cưới kịp thời chạy tới, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị vui thân ở đây. Còn nữa, chuyên gia ký tượng dự đoán, mấy ngày nay có thể xảy ra đất đá lở, anh đã để quân đội sơ tán dân chúng đội y tế và vật tư cũng đang trên đường vận chuyển tới em phải rời khỏi nơi này giọng của quý phạm tây nghiêm nghị không cho cự tuyệt nghe được ba chữ đất đá lở trong lòng của chân chân hồi hộp hơn nói không sợ là giả dạ. mấy thứ thiên tai và đất đá lở đã từng thấy trên tivi hiếm có đích thân tới hiện trường trải nghiệm trước kia cô đã từng tưởng tượng nó nghiêm trọng đến cỡ nào chỉ có điều ôm vài phần niềm tin muốn ngắm lại khu viện tuyệt vời trong trí nhớ không Em không thể rời đi Mặc dù trong lòng cô hơi lo lắng mơ hồ Nhưng khi đã quyết định làm việc gì Cô quyết không tùy ý sửa đổi Trần Trần, đây không phải là chuyện đùa giỡn Trước mặt thiên tai ở đây Sinh mạng không đáng giá một đồng Em biết mình sắp gặp phải cái gì không Anh lại không thể phân thân chăm sóc cho em Quý Phạm Tây nóng lòng nói Quý đại ca, em không còn là đứa trẻ 3 tuổi Chồng anh có vẻ rất tiểu tụy Tự chăm sóc mình thật tốt Em đi qua bên kia xem Trần Trần biết anh muốn tốt cho mình nhưng đã đến đây tuyệt đối không thể đi về. Nói xong cô liền đi cùng đồng nghiệp nan trong đài, đi để về phía trước, lấy máy chụp hình ghi chép lại cảnh dân quân liều lĩnh, ra sức tu sửa đê đập. Đi tới nơi này mới phát hiện tin tức cảm động lòng người thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cô không thể không dùng máy chụp hình ghi chép lại chu toàn. Quý vạm tây mí môi thở dài, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân chân đi về phía trước. Tính tình cô quật cường sẽ không dễ dàng nghe người khác khuyên bảo. Chỉ có thể dặn một nhân viên công tác chú ý mật thiết hành tung của cô bảo vệ an toàn cho cô ngàn vạn lần không thể để cho cô có chút xíu tổn thương nào lúc xế chiều mưa càng lúc càng lớn mưa tầm tạ kéo tới kèm theo gió lớn vù vù áo mưa ni lông bị thổi phành phạch vang dội có vài người cầm ô cũng bị cuốn bay sợ đến mức vội buông tay chỉ sợ cũng sẽ cuốn bay cả bản thân công nhân và chiến sĩ đang sửa gấp đê đập đang tranh thủ làm việc từng giây một lòng chỉ nghĩ tới nhanh chóng sửa xong nó để bảo đảm nhân dân ở hạn lưu không bị nước lũ làm hại gió mạnh hơn rồi mưa càng lúc càng nặng hơn lộp bộp vỗ lên thân người đau ê ẩm đồng nghiệp tiểu hồ khuyên lương chân chân vào trong liều phòng hộ trú mưa mấy lần nhưng cô không chịu ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía những chiến sĩ và người dân đang tu sửa đập lớn trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa hay lệ nóng cảm động tập trung một chỗ lành lạnh màn đêm chậm rãi phủ xuống bốn phía đều rơi vào cảnh trời đất mù mịt gió dữ quay cuồng nước sông đục ngầu sóng lớn cuồn cuộn phát ra tiếng rít gào gầm gừ nặng nề một người dân công đang vận chuyển bao cát bởi vì quá tối không nhìn rõ dưới chân không để ý dẫm hụt cả người té về sau bùm một tiếng vang lên một đống bọt nước anh ta lớn tiếng la cứu mạng những người bên cạnh lộ vẻ mặt khổ sở muốn đi cứu nhưng lại sợ đi cứu đầu tiên không nói tới nước sông sâu chỉ nhìn nó cuồn cuộn cùng tốc độ dâng trào là có thể dự đoán được tỷ lệ cứu người cao bao nhiêu. Đó là vô cùng mong manh. Nhưng bên cạnh vẫn có một chiến sĩ giải phóng quân nhảy xuống, anh Dũng không sợ nước lũ đục ngầu. Mấy lần nhấp nhô đều không tìm được người, người chiến sĩ chỉ có thể bơi xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc ngoài 15 mét, tìm được người công nhân, vừa té xuống. Ý chí cố gắng chịu đựng đỡ người dân công ra khỏi mặt nước, bơi vào bờ. Nhưng bởi vì sóng gió quá lớn, thế nước chảy xiết, người được người chiến sĩ cứu, nhưng chính bản thân người chiến sĩ lại bị nước cuốn đi rồi trần trần đứng ở bên bờ nhìn rõ cảnh này nước mắt như sương mù che cặp mắt cô các chiến sĩ giải phóng quân đáng yêu các anh là người đáng được đời này tôn kính nhất cô lẩm bẩm trong lòng đồng thời cũng cảm thán sinh mệnh yếu ớt cứ trong nháy mắt như vậy một sinh mệnh tươi đẹp biến mất trước mắt cô hải trần không tự chủ định đi về phía trước khoảng cách càng gần vị trí dao động lòng người nhưng không nghĩ bởi vì thời gian dài xói mòn mà mặt đất đã sụp xuống cô vừa vặn dẫm hụt suýt chút nữa rơi xuống dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng em không muốn sống nữa sao quý phạm tây đứng ở phía xa chú ý cô khi thấy cô không tự chủ bước ra phía trước thì sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài mấy bước vọt tới kéo cô đến khu vực an toàn em em không cố ý em không biết chỗ đất ấy trống rỗng thật ra lưng chân chân rất sợ tim vẫn nhảy thịt 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 không ngừng nếu như không có quý đại ca ở phía sau kịp thời kéo cô lại cô có thể giống như chiến sĩ giải phóng quân vừa rồi không bị nước sông giận dữ nuốt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngay cả thi thể cũng không tìm được nếu như vậy mẹ diệp và ba nhất định sẽ đau lòng muốn chết quý đại ca sẽ vô cùng tự trách trong lòng trách bản thân không bảo vệ tốt cho mình dài ni và cát ra nhất định sẽ hận mình cả đời sẽ nói thành quỷ cũng không bỏ qua mà a tư trong lòng anh ấy sẽ đau sẽ không cách nào thừa nhận cũng sẽ không cách nào vứt bỏ người yêu nghĩ tới đây cô biết rõ mình nên sống tốt Cõi đời này còn có nhiều bạn bè và người yêu quan tâm, thương yêu cưng chiều cô như vậy. Coi như là vì họ, cô phải sống thật tốt. Không phải cố ý, nếu như vừa rồi mắt anh không tin anh, thì em, em biết là sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng gì không? Em để cho anh giao phó với chú thẩm như thế nào? Em để cho anh, thả thứ cho anh như thế nào? Cảm xúc của quý phạm Tây rất kích động, trong tròng mắt đen là yêu say đắm và cưng chiều trần trụi. Quý đại ca, xin lỗi, sau này em sẽ không thế nữa, Trần Trần đã sớm cảm thấy quý phạm Tây có tình cảm với cô, chỉ có điều không cách nào đáp lại mà thôi. Mà lúc này, cô càng cảm nhận rõ ràng phần tình cảm cực nóng trong mắt anh, nhưng cô vẫn không có cách nào để đáp lại. Tình yêu, không có ai đúng ai sai, càng không có chữ công bằng, có lúc trễ một bước sẽ phải bỏ lỡ cả đời. Nếu như cô gặp người đàn ông quý đại ca này trước, có lẽ cuộc đời cô đã không giống vậy. Nhưng cuộc đời không có nếu như chỉ nói một chữ duyên phận. Trần Trần, Ngày mai em theo xe vật tư cứu viện trở về. Nơi này không phải là nơi em ở lại. Dù là công việc cũng không được. Công việc có thể đổi, nhưng sinh mạng thì không thể làm lại. Giọng quý phạm Tây rất kiên định. Chuyện tới lúc này, Lương Trần Trần cũng không thể không nói ra sự thật. Cô tới nơi này không phải hoàn toàn vì công việc. Quý đại ca, năm ba tuổi, mẹ em đã từng dẫn em tới đây ở mấy tháng. Quãng thời gian đó là lúc em vui vẻ nhất. Bởi vì sẽ không bị hàng xóm và những người bạn nhỏ khác trừ là con hoang không có ba, Dần chúng nơi đây rất thuần phát trợ giúp không có lòng riêng cũng khiến cho mẹ tìm được lòng tin vào cuộc sống quý phạm tây không ngờ chân chân còn có một quãng thời gian quá khứ như vậy nghĩ đến cuộc sống thơ bé của cô nhất định là sống đầu đường xó chợ nếm hết lạnh ấm thế gian từng bị nhiều người chê cười không khỏi càng thêm thương yêu cô chân chân anh hiểu rõ tâm tình của em nhưng tình thế hôm nay em cũng thấy đấy không phải người có thể không chế được lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất ngờ tùy thời đều có thể thấy sinh mạng đang sống sờ sờ trước mắt chúng ta biến mất. Em chịu được sao? Đau lòng thì đau lòng, nhưng thực tế nghiêm trọng, vẫn khiến anh tự hỏi lý trí. Chân chân trầm mặc không nói, sao cô lại không biết những điều quý đại ca nói? Từng sinh mạng biến mất trước mắt cô, đều là khảo nghiệm đối với trái tim cô, để cho cô không có cách nào bỏ qua. Được, nếu ngày mai vẫn là tình trạng này, em trở về. Cô tỏ vẻ thỏa hiệp và nhượng bộ, sinh mạng sao quý giá, cô không thể lấy ra đuổi sỡn phụ trách chính mình cũng chính là phụ trách những người yêu và quan tâm cô quý phạm tây thấy cô đồng ý trong lòng cực kỳ vui mừng nhưng vui mừng đồng thời kèm theo mất mát lần từ biệt này không biết khi nào mới gặp lại càng không biết lần sau gặp mặt thân phận của cô sẽ là gì khi anh vẫn còn đang mơ màng giọng lưng chân chân lại vang lên bên lỗ tai anh mượn lời anh khuyên em anh cũng không nên ở lại chỗ này đừng nói với em cái gì mà trách nhiệm của thị trưởng anh là người phàm không phải thần gì cả Điều kiện đầu tiên để phụ trách quần chúng nhân dân chính là bảo trọng tốt thân thể của mình. Hơn nữa, anh cũng phải suy nghĩ vì bác trai bác gái. Còn có bạn bè quan tâm anh. Chúng em đều hy vọng anh có thể tiếp tục kiên trì. Cho nên, muốn em có thể đi, anh cũng phải đi theo em. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 14 của bộ truyện và tập 15 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like, theo dõi kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ truyện còn bây giờ thu hà xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc của ngày mai